Chương 21 Sau khi đậu tương biết Quý Minh Sùng tỉnh lại, trên đường đi nó rất hưng phấn, ríu ra ríu rít, đều đã đếm trên đầu ngón tay tính xem chú nên mua cho nó bao nhiêu đồ vật. Nhưng từ khi ra khỏi tàu điện ngầm cho đến khi theo Nguyễn Tố vào cổng lớn bệnh viện, nó mới bắt đầu khẩn trương. Tuy chú đã từng thấy qua nó, cũng đã bế nó, nhưng lúc đó nó vẫn là trẻ sơ sinh, cái gì nó cũng đều không nhớ. Bây giờ trong hồi ức của nó, mỗi ngày đều cùng chú nói chuyện, nhưng đó cũng là lúc chú hôn mê mà không phải là lúc chú tỉnh nha. Nó có chút sợ, có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Sau khi cùng Nguyễn Tố bước vào thang máy, nó lôi kéo góc áo của cô. Nguyễn Tố cúi đầu, nhìn biểu tình khẩn trương của đầu tương, cô hiểu rõ cười nói, có phải là có chút khẩn trương không? Đầu tương hơi ngại ngùng. Nguyễn Tố nói, thật ra thím cũng rất khẩn trương. Đầu tương trợn tròn đôi mắt, thật sao? Thím, thím khẩn trương cái gì người lớn thì ra cũng sẽ sợ cũng sẽ khẩn trương sao đương nhiên rồi con đã gặp qua chú tuy là con đã không nhớ nữa nhưng thím trước giờ chưa gặp chú cũng chưa từng nói chuyện với chú con không biết đâu hôm nay lúc chú con tỉnh lại thím còn không biết nên nói gì bây giờ nghĩ đến phải gặp chú con trong phòng bệnh tìm thím đập rất nhanh lời nguyễn tố nói tuy là có chút khoa trương nhưng cũng là lời nói thật khi quý minh sùng chưa xảy ra chuyện cô chưa bao giờ chân chính gặp anh nói đến cùng hai người bọn họ thật sự là người lạ cô chăm sóc cho anh mấy tháng nay khoảng thời gian này cô và anh luôn nằm trên cùng một cái giường cô cho rằng anh đối với cô mà nói đã rất quen thuộc rồi nhưng khi cô nhìn thấy đôi mắt anh vẫn sinh ra một loại cảm giác xa lạ đậu tương nghe nguyễn tố nói như vậy tâm lý cuối cùng cân bằng rất nhiều hai người tay lớn nắm tay nhỏ đến trước phòng bệnh còn có thể nghe được âm thanh thịnh viễn nói chuyện với Quý Minh Sung. Mẹ Quý ngày thường bất kể là giọng điệu hay là biểu tình đều luôn lạnh nhạt, không một gần sóng, nhưng bây giờ Nguyễn Tố đứng trước cửa đều có thể nghe thấy giọng điệu vui mừng của bà. Đặt ở lúc bình thường, đậu tương đã sớm kìm nén không được mà vọt đi vào, nhưng hiện tại lá gan của nó cũng không lớn như vậy. Nó vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì với chú. Nguyễn Tố đưa tay ra, gõ gõ cửa. Là thịnh viễn đến mở cửa, hôm nay anh nghỉ phép, không có mặc áo blue trắng. Anh cùng tuổi với Quý Minh Sùng, năm nay đều 27 tuổi. Lúc này không mặc áo blue nhìn có vẻ trẻ trung hơn nhiều, giữa đôi lông mày anh đều hiện lên vui vẻ. "Nguyễn tiểu thư, cô đến rồi." Thịnh Viễn chào hỏi Nguyễn Tố, lại nhìn về phía đầu tương, anh cười bế đầu tương lên, "Đi, chú còn đã mấy năm chưa nhìn thấy con rồi, chắc chắn rất nhớ con." Nguyễn Tố theo sau Thịnh Viễn vào phòng bệnh. Quý Minh Sùng vẫn chỉ có mỗi đôi mắt là chuyển động được anh tự hồ cũng không bực bội. Thịnh viễn bế đầu tương, vẫn đang nói, tiểu tử, con lại béo lên rồi. Xem ra dạo này con ăn uống rất được. Đầu tương không dám lớn tiếng ngồ ngào, chỉ dám nhỏ giọng nói, đương nhiên rồi, thím con làm cánh gà ngon nhất thiên hạ. Thịnh viễn vô thức quay đầu lại nhìn Nguyễn Tố một cái. Nguyễn Tố không chút hoang mang, dường như cũng không muốn đến gần mà bắt đầu sắp xếp đồ đạc ở trên bàn. Thịnh viễn nhìn về Quý Minh Sùng, cười nói, cậu xem cháu trai cậu có phải được nuôi đến trắng trẻo mập mạp rồi đôi mắt quý minh sùng bình tĩnh nhìn đậu tương thời gian thật sự rất thần kỳ anh nhớ mang máng lần cuối cùng nhìn thấy đậu tương nó mới chỉ mấy tháng tuổi mỗi ngày ngoài trường ngủ thì là ăn một ngày ngủ mười mấy tiếng sau khi tỉnh dậy thường một lời không hợp liền lớn tiếng khóc khi đó trong nhà khắp nơi đều có thể thấy đồ dùng của trẻ sơ sinh mọi người đều xuất phát từ nội tâm mà yêu đứa trẻ này anh không dám nghĩ mấy năm nay trong nhà xảy ra sự thay đổi lớn, đứa trẻ này sống có vui vẻ hay không? Bây giờ nhìn thấy đậu tương toe toét cười đến vui vẻ, khuôn mặt nhỏ núng nín thịt, thật sự là được nuôi dưỡng rất tốt. Có lẽ là đã trải qua những ngày tháng như vậy, anh cơ hồ không cảm tính nữa. Nhìn mẹ mình, nhìn đậu tương, cũng không có luống cuốn muốn rơi lệ. Huyết thống chính là thần kỳ như vậy, đầu tương vừa mới đầu rất ngại ngùng, còn có chút không tự nhiên. Lúc này đối diện với đôi mắt của Quý Minh Sùng, nó không sợ gì nữa còn chủ động kêu một tiếng chú trong mắt quý minh sùng tràn đầy vui mừng hôn mê năm năm lần này tỉnh lại tuy là ba anh đã không còn nhưng mẹ và cháu trai vẫn còn vậy đã rất may mắn rồi hồ hộ công đại khái tâm tình không tồi chuẩn bị đồ ăn cũng đủ phong phú ba món mặn một món canh thịnh viễn còn có việc ở lại một lát liền đi rồi nguyễn tố đem máy xây đến đem cơm và canh xây nhuyễn bây giờ chức năng nuốt thức ăn của quý minh sùng vẫn chưa hồi phục đưa thức ăn vào vẫn phải dựa vào ống thông dạ dày nguyễn tố đã làm thành quen rồi mẹ quý càng tin tưởng cô hơn vì vậy mẹ quý nhường lại cho cô làm nguyễn tố ngồi bên giường bệnh quý minh sùng cơ hồ lúc này mới chú ý đến cô khi quý minh sùng tỉnh lại người đầu tiên mà anh nhìn thấy chính là cô tự nhiên là vẫn có ấn tượng ban đầu anh cho rằng đây là y tá hiện tại tư duy một lần nữa khôi phục vận động bình thường anh mới phát hiện Cô có lẽ không phải là y tá, cô không mặc quần áo y tá. Vậy cô là ai? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ, anh hôn mê bất tỉnh 5 năm rồi, có lẽ hồi ức của anh cũng dừng lại vào 5 năm trước. Nhưng thực tế tình huống không phải như vậy, trong 5 năm anh đã trải qua không biết bao nhiêu thế giới, trải qua bao nhiêu cuộc sống. Chuyện ở thế giới nguyên bản rất nhiều chuyện anh không nhớ lắm, anh cũng không xác định được cô gái trẻ này là ai. Nguyễn Tố rũ đầu, bơm thức ăn lỏng vào trong ống thông dạ dày cô đẩy ống tim tốc độ rất chậm ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu xem phản ứng của quý minh sùng ánh mắt hai người đối diện mấy lần nguyễn tố lặng lẽ dời đi ánh mắt như không có việc gì thực ra lòng bàn tay cô đang đổ mồ hôi cô không am hiểu giao tiếp với người lạ rõ ràng trước đây cô bón thức ăn cho quý minh sùng còn có thể nói chuyện với anh bây giờ đối diện với một đôi mắt như vậy cô chỉ cảm thấy áp lực rất lớn quý minh sùng đại khái cũng nhận ra chính mình làm cho cô khẩn trương anh không nhìn cô nữa đợi cô bón một chén thức ăn lỏng xong, Nguyễn Tố thở phào nhẹ nhõm, cô đứng dậy cầm lấy chén và máy xay thức ăn ra bên ngoài rửa sạch. Sau khi cô rời khỏi phòng bệnh, mẹ Quý và đầu tương lại đến gần, lúc này mẹ Quý mới nhớ ra bà chưa giới thiệu Nguyễn Tố với con trai. Bà cũng không xác định được lúc này con trai có thể nghe hiểu được lời bà hay không, cũng không tiện giải thích quá nhiều, nhẹ giọng nói, con vẫn còn nhớ hôn ước trước đây với nhà họ Nguyễn chứ. Cô ấy là Nguyễn Tố, Nguyễn Mạng không phải con gái ruột nhà họ Nguyễn nguyễn tố mới phải nhưng mà nó lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm mấy năm trước mới tìm về được nguyễn mạng ích kỷ đem hôn ước đẩy cho nguyễn tố 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 là cô gái tốt mấy tháng nay đều là nó chăm sóc con nhà họ nguyễn nguyễn mạng quý minh sùng ánh mắt dần dần thanh minh đúng rồi anh nhớ lại rồi ban đầu anh đích xác cùng tiểu thư nhà họ nguyễn đính hôn anh đã không nhớ rõ nguyễn mạng trông như thế nào nhưng đại khái không phải là cô gái an tĩnh vừa nãy. Thì ra nhà họ Nguyễn đã xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại, cuộc hôn ước trước kia cũng là anh đồng ý quá qua loa rồi, làm liên lụy đến người khác. Đậu Tư nghe mẹ Quý nhắc đến Nguyễn Tố, chủ đề này nó quá có quyền lên tiếng rồi. Lập tức tiến đến bên giường, kéo tay áo Quý Minh Sùng, cái miệng nhỏ ba 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 nói không ngừng. "Chú, còn nói với chú, thím vô cùng tốt. Thím mua cho con bánh kem rất lớn." còn mua cho con xe ô tô điều khiển từ xa. nhưng con nói cho chú, còn không phải bởi vì thím mua những thứ đó cho con nên con mới thích thím. thím thật sự rất tốt rất tốt, tốt nhất thiên hạ. chú, thím nấu cơm ngon vô cùng, thím còn dẫn con đi ăn kfc và pizza hất. chú, cái cây nho kia luôn ức hiếp thím, chú mau khỏe trở lại, giúp thím báo thù. con hiện tại quá nhỏ, đánh không thắng cây nho kia, chú nhất định có thể, có đúng không? âm thanh của trẻ con dị thường trong trảo. Quý Minh Sùng cảm thấy bên tai mình đều là âm thanh ong ong ong. Vẫn là mẹ Quý Thành công giải cứu Quý Minh Sùng, bà kéo đầu tương qua, nghiêm túc nói, không được nói vào trong tai chú con, hơn nữa con nói quá lớn, người ở phòng bên cạnh đều nghe được. Mặt béo của đầu tương ửng đỏ. Con sợ chú không nghe được. Chú con nghe được. Mẹ Quý cũng có chút không xác định được. Nhưng mà là một người mẹ bà càng bằng lòng tin tưởng con trai bây giờ ngoại trừ không thể cử động ra, bất kể là đầu óc hay là cái gì đều vẫn rất tốt. Bệnh viện có thời gian thăm hỏi, sau 8 giờ các bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi. Bình thường ngoại trừ người thăm nuôi ra, bệnh viện kiến nghị những người khác không nên lưu lại phòng bệnh. Nguyễn Tố vẫn như cũ lưu lại chăm sóc Quý Minh Sùng, mẹ Quý gãy xương, phải hai tháng nữa mới có thể khỏi hẳn. Tuổi bà đã cao, ở bệnh viện rất nhiều việc bà không cách nào xử lý nguyễn tố gọi cho hai người một chiếc xe cũng thuận tiện cùng với bọn họ chờ ở cổng lớn bệnh viện mẹ quý đã năm năm rồi không nói chuyện với con trai khó tránh khỏi kích động nhưng sau khi kích động càng có nhiều buồn bã bây giờ con trai ngoại trừ một đôi mắt có thể động những bộ phận khác đều không thể cử động bà rất muốn biết trong lòng con trai nghĩ gì thời điểm hôn mê bất tỉnh đó là không có cách nào bây giờ đã tỉnh rồi vẫn không thể biểu đạt ý tứ của mình vậy có bao nhiêu khó chịu a à? chỉ nghĩ đến cảm nhận của con trai lúc này bà đã đau lòng muốn chết nguyễn tố cũng biết tâm tư của mẹ quý liền chủ động nhắc tới mẹ mẹ biết bây giờ có mắt động nghi không chính là có thể dùng mắt động nghi để nói chuyện đôi mắt muốn biểu đạt ý tứ gì mắt động nghi có thể nói ra lời con nghĩ minh sùng cũng không biết hồi phục có nhanh không sợ anh ấy có chỗ nào không thoải mái cũng không thể nói ra hay là chúng ta đi mua một cái mắt động nghi đi Vừa hay con có người bạn bán cái này, có thể mua giá nội bộ. Ở trung tâm kiểm tra sức khỏe, một đồng nghiệp của Nguyễn Tố đã mua mắt động nghi. Con của đồng nghiệp mắc một loại bệnh di truyền, cũng không cách gì mở miệng nói chuyện. Sau này, đồng nghiệp mua mắt động nghi cho đứa bé, đứa bé có thể dùng mắt động nghi biểu đạt yêu cầu cơ bản của bản thân. Ví dụ muốn uống nước, ví dụ như gọi mẹ gọi bố. Có thể nói khoa học kỹ thuật hiện đại thay đổi rất nhiều thứ không có khả năng Hôm nay Nguyễn Tố thấy Quý Minh Sùng chỉ có thể chuyển động đôi mắt, liền nghĩ đến cái ví dụ này. Sau khi đến trung tâm kiểm tra sức khỏe còn cố ý hỏi qua đồng nghiệp. Quý Mẫu nghe vậy sửng sốt, bây giờ còn có loại dụng cụ này. Đúng vậy, đồng nghiệp của con mua rồi, nghe nói còn dùng rất tốt. Nguyễn Tố lại nói, mẹ, con muốn đặt hàng một cái không? Trong tay mẹ Quý có tiền, vừa nghe có loại đồ vật này, không nói hai lời liền gật đầu, muốn muốn, nếu thật sự có thể biểu đạt ý tứ của Minh Sùng, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng được chờ lát nữa con sẽ nói với bạn nguyễn tố biết mẹ quý nhất định sẽ đồng ý hôm nay cô đã đặt hàng trước rồi hai ngày nữa sẽ giao đến nhìn theo mẹ quý và đậu tương lên xe rời đi nguyễn tố lại trở về phòng bệnh cô không ngờ quý minh sùng vậy mà lại tỉnh rồi vừa nãy trước khi mẹ quý bọn họ rời đi anh đã ngủ rồi lúc này mới bao lâu lại tỉnh rồi không biết sao lại thế này cô hoài nghi quý minh sùng vì muốn dỗ mẹ anh và cháu trai sớm về nghỉ ngơi mới cố ý giả vờ ngủ sẽ như vậy sao nếu thật là như vậy có phải đại biểu trí lực của anh không có vấn đề gì quý minh sùng không hề biết suy nghĩ của nguyễn tố tinh thần của anh vẫn rất tốt vừa nãy thấy sắc trời không còn sớm nữa lại là mùa đông giá rét anh sợ mẹ anh và đầu tương quá mức mệt nhọc lúc này mới nhắm mắt lại giả bộ dáng vẻ đã ngủ rồi quả nhiên không bao lâu Cô gái gọi là Nguyễn Tố liền đưa mẹ anh và đầu tương rời đi rồi. Còn không đợi anh thở vào một hơi, Nguyễn Tố đã trở lại. Anh mới nhớ lại, bệnh viện có cách nói là người thăm nuôi. Nhưng mà để một cô gái trẻ đến chăm sóc anh, như vậy thích hợp sao? Trong phòng bệnh liền lâm vào yên tĩnh, Quỷ Minh sùng đột nhiên nghe được một phen âm thanh rất nhỏ. Vợ ơi, vợ ơi, em trở lại rồi sao? Vợ ơi, anh rất nhớ em quý minh sùng ngẩn ra anh biết bây giờ mình có thể nghe được một vài âm thanh không phải âm thanh của con người mà là âm thanh của đồ vật đây cũng coi như là trong những trải nghiệm trước đây anh đã học được một kỹ năng nhỏ chỉ là âm thanh này là từ đồ vật nào trong phòng phát ra vậy anh chỉ có thể chuyển động đôi mắt anh nín thở ngưng thần lắng nghe vợ ơi vợ ơi anh rất nhớ em à hôm nay không gặp em lâu như vậy em có phải không yêu anh nữa rồi em nói, em có phải có con cậu khác rồi không? Anh nghe sau một hồi lâu, mới xác định âm thanh là từ chiếc nhẫn trên ngón áp út bàn tay trái của anh phát ra. Nguyễn Tố đi lấy nước nóng, cô từ một bên bước đến, theo bước chân cô càng lúc càng gần phòng bệnh, Quý Minh Sùng lại nghe được một âm thanh, chồng ơi, em đến rồi. Âm thanh phát ra từ chiếc nhẫn trên ngón áp út tay phải cô. Thì ra đây là một đôi nhẫn vợ chồng. Trường 22 quý minh sùng bây giờ ngoại trừ có thể mở mắt ra tình trạng thân thể không có gì khác biệt so với khi anh còn hôn mê nguyễn tố vẫn chăm sóc cho anh như trước đây vẫn là lưu trình đánh răng rửa mặt thoa kem dưỡng cho anh trước đây nguyễn tố đã làm qua rất nhiều lần nhưng đó cũng là lúc anh chưa tỉnh lại bây giờ anh tỉnh lại rồi nguyễn tố cầm nước muối sinh lý ngồi trước giường bệnh không biết phải niết khuôn mặt anh như thế nào để làm cho anh mở miệng ra có thể là do ánh mắt của quý minh sùng quá trấn tĩnh còn có một loại khí thế nói không ra lời mà Nguyễn Tố luôn cảm thấy, đầu óc anh có lẽ là không có vấn đề gì. Anh hiện giờ chỉ là không thể động đậy, cũng không thể nói mà thôi. Anh vẫn là Quý Minh Sùng trước đây. Cô có chút không xuống tay được. Quý Minh Sùng cũng không biết lưu trình chăm sóc người thực vật như thế nào, anh nhìn Nguyễn Tố cầm một cái chai, vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn anh. Anh không nghe được tiếng lòng của con người, tự nhiên cũng không biết cô đến cùng muốn nói cái gì, muốn làm cái gì thế gian vạn vật cũng không phải tất cả đồ vật đều có thể nói chuyện ít nhất trong căn phòng này trước mắt anh phát hiện chỉ có chiếc nhẫn trên tay anh và tay cô là có thể phát ra âm thanh mà thôi nguyễn tố hơi xấu hổ nhưng cô kịp thời nghĩ đến quý minh sùng bây giờ không nói chuyện được cô không thể cứ vì chuyện này mà lãng phí thời gian càng huống hồ cô nhớ đến chị gái lễ tân đã nói qua một câu chỉ cần tôi không xấu hổ như vậy xấu hổ chính là người khác nguyễn tố hít sâu một hơi Rốt cuộc có đủ dũng khí. Cô thò tay ra, nhẹ nhàng niết cầm Quý Minh Sùng. Ánh mắt Quý Minh Sùng nháy mắt mờ mịt. Anh không có cách nào khống chế được thân thể mình, miệng anh dưới một loạt động tác như nước chảy mây trôi của cô bị bắt mở ra. "Nguyễn Tố nghĩ vẫn nên giải thích một chút." Cô nhẹ giọng, đánh răng cho anh. Cô dùng nước muối sinh lý cẩn thận tẩy rửa răng cho anh. Quý Minh Sùng bắt đầu hối hận, nếu như anh biết cô muốn làm gì, vừa nãy anh nên giả vờ ngủ tiếp như vậy cũng không đến mức phải xấu hổ. Hai chiếc nhẫn bạc không dễ dàng gì mới gặp được nhau, tự nhiên sẽ tìm hết thảy cơ hội mà cuốn quyết nhau. Trong lúc hai âm thanh kia vang lên, Quý Minh Sùng cuối cùng cam chịu số phận, thậm chí bắt đầu sinh ra hứng thú đối với cuộc đối thoại nhàm chán của đôi nhẫn bạc. Thật ra cũng không thật sự có hứng thú, mà là dời đi lực chú ý của chính mình. Vợ ơi, em ở bên ngoài thật sự là không có con chó khác sao? Đồ quỷ, chó cùng với chúng ta giống loài bất đồng, anh chưa nghe qua sao, giống loài bất đồng không thể yêu đương. Vợ ơi, hôm nay Tiểu Tố Tố vui vẻ không, anh làm sao lại cảm thấy cô ấy rất ít nói, không phải trước đây cô ấy nói rất nhiều sao? Ô, anh không nói em cũng quên mất. Hôm nay Tố Tố bị đánh. Cái gì? Bị đánh sao, ai đánh Tiểu Tố Tố? Nhẫn nữ đột nhiên suy sụp khóc lớn, em quên rồi, anh biết mà, trí nhớ của em không tốt, chuyện trước đây em đều không nhớ rõ em chỉ nhớ, đầu tương hỏi tố tố, có phải bị người ta đánh không mà mặt đều sưng như vậy? Ừ. em thật vô dụng. Hôm nay tố tố khẳng định bị ức hiếp rồi. Nhẫn nam vội vàng lên tiếng an ủi, đừng khóc đừng khóc, đều trách anh, anh vô dụng, là lỗi của anh. Nhẫn nữ, mới không phải do anh, là chủ nhân của anh vô dụng, không phải anh vô dụng. Hắn ta còn không tỉnh lại, tố tố đều bị người ta ức hiếp đến chết. Nhẫn nam. Chủ nhân của anh cũng rất đáng thương a, à. hắn muốn động cũng không thể động. Nhẫn nữ, hừ, chủ nhân của anh đúng là không được. Nhẫn nam, không được nói đàn ông không được. Đây là vấn đề rất nghiêm túc, không được tùy tiện nói bậy. Quý Minh Sùng. Anh rốt cuộc nhìn về phía Nguyễn Tố, nỗ lực mà tìm dấu vết bị người ta đánh trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Không có kết quả. Trong năm năm này, anh xuyên nhanh qua rất nhiều thế giới, cũng gặp qua không ít người nguyễn tố được tính là rất xinh đẹp làn da cô rất trắng ánh đèn trên tủ đầu giường chiếu vào dường như trong suốt bị người ta đánh sao anh không xác định nhưng có một điểm người sẽ nói dối lòng người cũng sẽ nói dối nhưng đồ vật không biết nói dối nhẫn nữ chắc chắn cũng không nói dối cô thật sự có thể bị người ta đánh sẽ là ai nếu như quý minh sùng có thể nói chuyện nhất định sẽ hỏi cô hoặc bằng cách khác biết được cô đã xảy ra chuyện gì nhưng bây giờ chuyện gì anh cũng không hỏi được anh chỉ có thể âm thầm nhớ lại chuyện này đợi tình trạng của mình tốt hơn chút lại hỏi thăm rõ ràng hơn nguyễn tố đánh răng cho anh lại dùng khăn lông ấm lau mặt cho anh cô đưa tay lấy sữa rửa mặt dành cho nam trên tủ đầu giường quý minh sùng muốn ngăn cản cũng là lòng có dư mà lực không đủ nguyễn tố lấy một chút sữa rửa mặt ra tay sau khi chà sát ra bọt lại đối diện với đôi mắt quý minh sùng cô đã bình tĩnh hơn rất nhiều tốt nhất vẫn là dùng sữa rửa mặt tẩy rửa mặt một chút, yên tâm, bọt sẽ không vào trong mắt. Ban đầu cô cũng không nghĩ đến mua sữa rửa mặt, lúc đi vào tiệm mua kem dưỡng cho nam, nhân viên cửa hàng đem công hiệu của sữa rửa mặt và kem dưỡng thổi phòng đến tận trời xanh. Cô không phải là không thể chống cự lại Amway, chỉ là ma xui quỷ khiến vẫn đem sữa rửa mặt mua về. Quý Minh Sùng lại có thể nói cái gì đây? Bây giờ anh toàn thân bất động, chỉ có thể tùy cô làm gì thì làm. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được một bàn tay đang xoa nắng mặt anh. Nếu thân thể anh bây giờ khỏe mạnh bình thường, anh nhất định sẽ toàn thân cứng đờ, chỉ đáng tiếc. Nguyễn Tố rửa mặt cho anh nhiều lần như vậy, tay nghề rất thành thạo. Trên mặt Quý Minh sùng ngoại trừ một vòng quanh mắt ra còn lại đều là bọt của sữa rửa mặt. Sau khi Nguyễn Tố rửa sạch cho anh, trên mặt anh tản mát ra một cổ hương vị bạc hà nhàn nhạt. Bây giờ thoa kem dưỡng cho anh. Câu nói này làm cho hai người nhớ lại một màn kia anh vừa mới tỉnh người đầu tiên nhìn thấy là cô lúc đó cô cũng đang thoa kem dưỡng ẩm cho anh lúc nãy sau khi rửa mặt xong giữa tay của nguyễn tố và mặt quý minh sùng còn có bọt lúc này tay của cô hoàn toàn chạm vào mặt anh anh có thể cảm giác được tay của cô đang làm loạn trên mặt mình kể từ khi anh có nhận thức ngoại trừ mẹ anh ra hình như không có người phụ nữ thứ hai thân cận với anh như vậy trong năm năm qua mặc dù anh đã trải qua rất nhiều thế giới nhưng trong mỗi thế giới anh cũng không cùng với người phụ nữ nào thân cận như vậy, càng đừng nói là phát sinh cảm tình. Anh đột nhiên cảm thấy, như vậy là không được. Anh phải nhanh chóng hồi phục lại mới được, ít nhất cũng phải tự gánh vác sinh hoạt, bằng không loại chuyện như thế này không biết còn xảy ra bao nhiêu lần nữa. Lúc trước thời điểm anh về hưu, cấp trên cục thời không đã nói với anh, dựa theo tình trạng thân thể anh vốn dĩ mấy năm sau anh mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa sau khi tỉnh lại cũng sẽ không khỏe mạnh giống như người thường nhưng mà có 5 năm anh đã trải qua kia, sau khi về hưu anh cũng có không ít bồi thường. Một trong số đó là khôi phục lại sức khỏe nhưng cái này không thể vội vàng được, anh chỉ biết so với ca bệnh hồi phục tốt nhất nhanh hơn một chút. Không có khả năng hôm nay tỉnh lại, hai ngày sau đã có thể xuống giường đi như bay. Anh có thể tỉnh lại nhanh như vậy, đã tốn rất nhiều sức lực, không thể quá gấp gáp. Quý Minh sùng thầm thở dài trong lòng một tiếng. Sau khi Nguyễn Tố thoa kem dưỡng cho anh xong, lại nói bây giờ mỗi tối vẫn phải cách hai tiếng trở người mát xa cho anh một lần quý minh sùng nhìn về phía cô thật ra nguyễn tố thở phào nhẹ nhõm anh không cần có gánh nặng tâm lý cứ xem em như hộ công đi cô cũng không phải có tâm linh tương thông với quý minh sùng chỉ là đặt mình vào góc độ của anh cô liền có thể đoán được anh đối với kiểu chăm sóc của cô có lẽ là không quen lắm quý minh sùng nghe lời này của cô trong đầu còn chưa kịp sản sinh ra ý nghĩ gì lại lần thứ hai nghe đôi nhẫn kia trò chuyện nhẫn nữ tố tố mẹ không cho phép con nói bản thân như vậy con rõ ràng là thiên sứ đàn ông chó không được quá đáng tố tố của ta chỉ là khách khí ở trên miệng thôi nếu thật dám sai sự tố tố như hộ công ta cho ngươi móng vuốt nhẫn nam em đừng nóng nảy như vậy mà chủ nhân của anh cũng chưa nói gì a à. nhẫn nữ cút ngay thường bất chính hạ tắc loạn nói không chừng anh cũng là nhẫn chó em đau lòng tố tố quá a à rõ ràng đều là cô ấy chăm sóc cho đàn ông chó mỗi tối đều phải thức dậy mấy lần nhẫn nam cái này cái này quý minh sùng nguyễn tố trước đây nói rất nhiều với quý minh sùng còn đang hôn mê bây giờ cũng không biết có thể nói cái gì rồi còn may quý minh sùng rất nhanh đã nhắm mắt lại sự xấu hổ trong căn phòng này mới thoáng tan đi một ít nguyễn tố ngồi một bên trên giường gấp gửi cho bạn cô một cái tin dò hỏi chuyện mắc động nghi bạn cô nói ngày mai có thể giao qua cho cô, còn nói thao tác rất đơn giản, trẻ con học mấy lần liền biết dùng. Tin này làm Nguyễn Tố yên tâm hơn một chút. Hiện tại Nguyễn Tố đã quen mỗi đêm tỉnh lại mấy lần trở mình cho Quý Minh Sùng. nửa đêm, Nguyễn Tố mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, cũng không nhớ tới chuyện Quý Minh Sùng đã thức tỉnh, giống như bình thường mà kéo anh, trở mình cho anh. Dương bệnh cũng không lớn, nhưng Quý Minh Sùng không mập, còn có chút gầy ốm, Nguyễn Tố lại càng mảnh mai cô chui từ ổ chăn của mình ra, theo thói quen mà nằm bên cạnh Quý Minh Sùng. Cô lật người anh lại nằm nghiêng, vừa hay hai người dựa sát vào nhau, Nguyễn Tố thò tay ra mát xa cánh tay cho anh. Quý Minh Sùng vừa rồi đã tỉnh. Anh vô thức mở mắt ra, chỉ thấy người mát xa cánh tay cho anh vẫn còn nhắm mắt, cho người ta một loại ảo giác cô đang trong giấc mộng, mà cô làm hết thảy dường như đều là thói quen bản năng. Nếu như lúc này Nguyễn Tố mở mắt ra thì sẽ một lần nữa cùng Quý Minh Sùng bốn mắt nhìn nhau nhưng Nguyễn Tố mệt cực kỳ cũng buồn ngủ cực kỳ. Trước kia thời điểm học lớp 12 cô cũng có bản lĩnh như vậy, trời còn chưa sáng đã rời khỏi giường, ở bồn rửa tay ký túc xá nhắm mắt vẫn có thể đánh răng rửa mặt. Cô không có ngủ, cũng không hoàn toàn tỉnh, đại khái chính là trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Nhưng mà cô trước sau nhớ rõ cách hai tiếng phải trở mình mát xa cho Quý Minh Sùng, vì vậy bây giờ mặc dù chung báo thức điện thoại không vang lên cô cũng sẽ tỉnh lại. Sau đó cô sẽ nghỉ ngơi trong vô thức, cơ thể cô sẽ tự động hoàn thành một chuỗi sự việc. Ý thức rất thần kỳ. Một khắc này Nguyễn Tố vẫn nghĩ rằng cô đang ở nhà họ quý, không phải ở bệnh viện. Bình thường cô và Quý Minh Sùng đều cùng nằm trên một chiếc giường, vì vậy sau khi cô trở người mát xa cho anh xong, cũng không xuống giường trở lại giường gấp mà nằm tiếp trên giường, trong đầu chợt lóe lên một ý niệm, sao lại có chút chật. Hai ngày này cô so với bình thường còn vất vả hơn nhiều, ban ngày đi làm, buổi tối cũng ngủ không trọn giấc đặc biệt là tối qua cô cơ hồ đều không ngủ được cô quá buồn ngủ cũng quá mệt cũng không nghĩ nhiều tiếp tục chìm vào giấc ngủ quý minh sùng nằm ở bên cạnh hai mắt mờ mịt nhìn trần nhà này làm sao anh có thể ngủ nữa tuy là từ trong lời nói của mẹ anh và chiếc nhẫn nữ có thể phỏng đoán ra anh và nguyễn tố đã cùng nằm trên một chiếc giường mấy tháng rồi nhưng lúc đó anh không có ý thức cũng đang hôn mê bây giờ anh có ý thức anh tỉnh lại rồi một cô gái nằm ở bên cạnh, anh thật sự không quen được, cũng không làm lơ được. Chương 23. Lịch làm việc và nghỉ ngơi của Nguyễn Tố Tương đối có quy luật, cô ở trung tâm kiểm tra sức khỏe trên cơ bản 7 rưỡi sáng vào ca làm việc. 6 giờ sáng, báo thức trên điện thoại còn chưa reo, cô đã thức dậy rồi. Cô cảm thấy cả người đau nhức, vừa mở mắt ra nhìn liền phát hiện bản thân đang dựa sát vào Quý Minh sùng. Chờ cho cô hoàn toàn thu hồi lại ý thức, cô mới phản ứng được. Đây không phải ở trong nhà mà là ở bệnh viện. Chẳng trách cô cảm thấy không thoải mái, cái giường bệnh này quá nhỏ rồi. Cô có chút ngượng ngùng. Bây giờ cô và Quý Minh Sùng cùng ngủ trên một giường rất không thích hợp. Đều trách cô, có thể tối qua cô cho rằng vẫn đang ở nhà, một chút một lát vẫn chưa thay đổi được thói quen. Còn mấy giờ này Quý Minh Sùng vẫn chưa tỉnh, cô lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi giường. Quý Minh Sùng cũng rất muộn mới ngủ, thân thể quá mức mệt mỏi. Đến nỗi khi Nguyễn Tố thức dậy, anh cũng không bị làm ồn mà tỉnh. Nguyễn Tố rửa mặt chải đầu một hồi, đứng ở trước giường bệnh lâm vào khó xử. Khi Quý Minh sùng còn chưa thức tỉnh, bất kể sớm thế nào cô cũng có thể đánh răng rửa mặt cho anh, nhưng tình huống bây giờ không như trước. Cô sớm như vậy, đúng, bây giờ còn chưa đến 6 giờ rưỡi, bên ngoài trời vẫn chưa sáng, cô đánh răng rửa mặt cho anh, nhất định sẽ làm ồn khiến anh tỉnh, như vậy thích hợp không? Nguyễn Tố vẫn đang lúng túng không biết làm thế nào cô nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cô quay đầu lại nhìn là thịnh viễn đang mặc áo blue trắng thịnh viễn cũng vừa từ nhà đến bệnh viện thấy nguyễn tố cầm nước muối sinh lý và khăn lông trên mặt vẫn chưa rút đi vẻ do dự rối rắm lại nhìn quý minh sùng trên giường bệnh vẫn chưa tỉnh anh liền biết là chuyện gì rồi chủ động vươn tay ra nói đưa tôi đi tôi nghe bá mẫu nói cô đi làm ở trung tâm kiểm tra sức khỏe vậy bây giờ thời gian chắc có chút gấp nguyễn tố thở dài nhẹ nhõm đưa đồ trong tay cho thịnh viễn. Cô quay đầu thấy Quý Minh Sùng vẫn chưa tỉnh dậy, cô cố tình đè thấp âm thanh, đem những việc cần chú ý nói cho thịnh viễn. Thịnh viễn hoảng hốt một trận. Khu mặt Nguyễn Tố trắng nõn, có thể do vừa mới thức dậy không bao lâu, giọng nói của cô không mềm mại như ban ngày mà mang theo chút khang khang. Âm thanh này truyền đến tai anh, làm anh có một loại cảm giác không nói nên lời. Thịnh viễn rất mẫn cảm với âm thanh, bình thường lúc anh nghỉ ngơi, cũng thích đi siêu tầm một số âm thanh anh cho là dễ nghe. Thịnh bác sĩ. Nguyễn Tố kêu anh một tiếng. Ừ, tôi biết rồi. Thịnh viễn phục hồi lại tinh thần, gật gật đầu, lại chỉ vào túi giấy ở trên bàn. Ôn Hòa nói, vừa mua hai phần đồ ăn sáng, cô lấy mà ăn đi, đều là đồ ở nhà ăn bệnh viện. Nguyễn Tố cũng không ngại ngùng, gật đầu nói một tiếng cảm ơn. Cô biết, Thịnh Viễn và Quý Minh Sùng là bạn tốt đã nhiều năm, người này càng là trượng nghĩa mấy năm nay anh vì tình hình của Quý Minh Sùng mà chạy ngược chạy xuôi, thậm chí còn ra nước ngoài. Mẹ Quý cũng rất thích anh. Mặc dù cô và anh chỉ mới tiếp xúc mấy ngày nhưng cô có thể cảm nhận được, bác sĩ Thịnh này là một người rất tốt. Cô còn phải đi làm, ở trong phòng bệnh mãi cũng không được, sau khi giao mọi việc lại cho Thịnh Viễn liền cầm lấy áo khoác và túi sách rời khỏi bệnh viện. Trong lòng mẹ Quý nhớ thương con trai, trời chưa sáng đã thức dậy rồi. Chăm đậu tương ăn sáng xong, lại đưa nó lên xe của trường mẫu giáo liền quay trở về. Bà đụng phải Hồ Hộ Công, Hồ Hộ Công hôm qua chỉ thấy Nguyễn Tố, lúc này nhìn thấy bộ dạng mẹ quý rất có tinh thần, cô ta không khỏi sửng sốt, bà hôm nay khí sắc thật tốt, trong nhà có chuyện vui gì sao? Đây chính là người có chuyện vui tinh thần phơi phới, mẹ quý thoáng thu lại vẻ vui mừng trên mặt, giọng nói cũng bình đạm hơn nhiều, trong nhà tôi còn có thể có chuyện vui gì, chẳng qua là đầu tương vừa nãy mới nói mấy câu tri kỷ. Liên quan đến chuyện quý minh sùng tỉnh lại, mẹ quý và nguyễn tố đều thống nhất quan điểm là tạm thời không để cho người ngoài biết được đặc biệt là nguyễn mạng mẹ quý cũng chướng mắt nguyễn mạng đúng ra là vì nguyễn mạng không thông minh vậy càng cần phải đề phòng rồi ai cũng biết một kẻ ngu dốt không có đầu óc so với một người xấu có đầu óc càng phiền phức hơn nhiều không có đầu óc sẽ không cố kỵ nhiều thứ càng huống hồ nguyễn mạng vừa ngu dốt vừa xấu xa người bình thường đều không dự đoán được cô ta sẽ làm ra chuyện gì bây giờ hồ hộ công rõ ràng là cái đinh mà nguyễn mạng đặt vào nhà họ quý mẹ quý không thể không chấn chỉnh lại tinh thần để ứng phó hồ hộ công hồ hộ công vừa nghe mẹ quý nói lời này cũng không hoài nghi cô ta cũng rất thích đậu tương biết nó là một đứa trẻ khiến cho người khác phải yêu thương đậu tương thông minh lại đáng yêu nếu muốn tôi nói a à, phúc khí của bà còn ở phía sau mẹ quý nghe vậy hơi hơi mỉm cười mượn lời tốt lành của cô nguyễn tiểu thư đâu hồ hộ công lại tò mò hỏi biểu tình của mẹ quý đột nhiên thay đổi vẻ mặt tối sầm cô nhắc đến nó làm gì nó là một người lười biếng chăm sóc con trai tôi một đêm đã keo mệt còn nói muốn mời hộ công xem nhà tôi là người có cô sao tôi không chịu nó dứt khoát không về nấu cơm nữa tiểu hồ con người này chính là trước đây không đụng qua việc như vậy đều không nhìn ra được ai tốt hay là không tốt giờ vừa đụng chuyện cái gì yêu ma quỷ quái đều hiện thân rồi hồ hộ công kinh ngạc nói không thể nào ai không nói nữa mẹ quý xua xua tay con trai tôi vẫn còn ở bệnh viện nó trời chưa sáng đã nói đi làm quỷ mới biết nó có thật sự đi làm hay không nhưng mà giờ mời hộ công tôi vẫn là không thể thỏa hiệp tiểu hồ tôi sắp phải đến bệnh viện rồi thế này mấy ngày này tôi cũng không cần cô chăm sóc cô giúp tôi nấu cơm vậy hồ hộ công không nghi ngờ vội vàng gật đầu được vậy tôi đem đến cho bà sao mẹ quý lắc đầu buổi trưa tôi tranh thủ một chút là được rồi người kia tan làm sớm nó về lấy hồ hộ công lập tức đáp ứng cái nghề này cô ta cũng đã làm mấy năm rồi chăm sóc người bệnh làm sao nhẹ nhàng bằng nấu cơm cô ta không ngờ mẹ chồng con dâu này cãi nhau một lần ngược lại là cô ta chiếm được lợi ích đương nhiên là vui vẻ nếu như lão thái thái và nguyễn tố không gây mâu thuẫn với tính tình của lão thái thái tuyệt đối sẽ để cô ta đến bệnh viện chăm sóc quý minh sùng cứ như vậy, mẹ quý dặn dò Hồ Hộ Công phải làm những món ăn gì xong liền rời đi. Hồ Hộ Công cũng không tính là người tinh tế, thế là cũng không phát hiện, trong mấy món ăn mẹ quý kêu cô ta làm cũng có món mà Nguyễn Tố thích ăn. Thời điểm Nguyễn Tố ăn cơm chiều, cô nhận được tin tức của bạn gửi đến. Cô và bạn cô đều là người có tính xã hội, mặc dù làm trong ngành tin tức, nhưng những chuyện có thể tra được cũng có hạn. Lâm Hướng Đông cũng không phải nhân vật nổi tiếng gì. Bạn cô nói. Lâm Hướng Đông cũng tính là người có đủ tài đủ đức. Trước khi anh ta và Nguyễn Mạng yêu nhau, cũng đã từng có hai người bạn gái, đương nhiên cũng không tính quá nghiêm túc. Vào thời điểm chia tay, Lâm Hướng Đông cũng không bạc đãi bạn gái cũ, đều tận lực cho các cô một ít đồ vật. Thậm chí gần đây một người bạn gái cũ của anh ta kết hôn, anh ta cũng tùy ý mừng một khoản tiền, còn có vẻ không ít. Ít nhất trong tư liệu có hạn mà bạn cô tra được, Lâm Hướng Đông không phải cái loại đàn ông bụng dạ hẹp hòi trước đây nguyễn tố cũng đã nghe nguyễn thụ dương nhắc qua lâm hướng đông rất có năng lực hơn nữa người cũng không tồi tuy là cô cũng không biết tại sao lâm hướng đông lại thích nguyễn mạng nhưng với sự hiểu biết trước mắt mà nói lâm hướng đông đích thực là một người có giả tâm nhà họ lâm và nhà họ quý cũng không qua lại nhiều nhưng từ trong miệng mẹ quý cô biết được trước đây chủ tịch lâm và ba quý cũng tính là có giao tình hơn nữa chủ tịch lâm rất để ý danh tiếng nhà họ lâm nghe nói năm đó mẹ lâm hướng đông dùng một số thủ đoạn mới mang thai sự tồn tại của lâm hướng đông khiến cho chủ tịch lâm từng hao tổn tâm cơ để duy trì hình tượng người chồng tốt bị sụp đổ hoàn toàn vì vậy chủ tịch lâm vô cùng tức giận từ đó không để mẹ con lâm hướng đông ra vào nhà cũ thậm chí chuyện hiếu hỉ trong nhà cũng không để bọn họ xuất hiện theo nguyễn tố nhìn thấy chủ tịch lâm này cũng làm cho người khác một lời khó nói hết nhưng mà chủ tịch lâm hiện tại vì lợi ích gia tộc lựa chọn có ý thức mà bồi dưỡng lâm hướng đông trở nên càng có năng lực hơn có lẽ càng quan tâm đến danh tiếng của lâm hướng đông hơn xuất thân của lâm hướng đông không tốt là con ngoài giá thú đừng thấy lâm hướng đông đính hôn với nguyễn mạng thực ra ai cũng đều biết rằng tại cái gọi là lễ đính hôn chủ tịch lâm đến mặt cũng không lộ cũng tức là chủ tịch lâm vẫn đang do dự trong việc lựa chọn người thừa kế bằng không cũng không có lễ đính hôn này sau khi nguyễn tố biết những chuyện này cũng rất khó hiểu nguyễn mạng hẳn là biết nhà họ lâm đang trong giai đoạn tranh đấu gây cấn làm sao cô ta dám làm những việc không lên được mặt bàn không sợ kéo chân sau lâm hướng đông không sợ phá vỡ giấc mộng hào môn của chính mình sao đối với nguyễn tố mà nói lâm hướng đông có giả tâm càng tốt bởi vì như vậy anh ta mới có điều cố kỵ muốn làm cho nguyễn mạng thành thành thật thật thì bắt buộc phải để lâm hướng đông biết tất cả mọi thứ vẫn phải giải quyết từ ngọn nguồn trước khi nguyễn tố đến lâm thị cô còn ở trên tàu điện ngầm xem mấy đoạn video trong video đều là người đàn bà đanh đá la lối khóc lóc cô cảm thấy sợ là cô chỉ học được một chút tinh túy trong đó cũng đủ để cô dùng hôm nay rồi cô một đường hùng hùng hổ hổ đi vào lâm thị nhìn tòa nhà cao ngất ngưỡng này nếu nói cô không chút nào hồi hộp đó là không có khả năng nhưng mà cô không thể không tiến vào không thể không tìm lâm hướng đông la lối om sòm quý minh sùng vừa mới tỉnh lại còn không biết sẽ hồi phục thành bộ dạng gì bây giờ bất kể là ai đều phải thành thành thật thật cô bước vào cao ốc Lâm Thị, nắm chặt quai đeo túi sách, trên mặt vẫn là biểu tình thông dong, nói với cô gái Lễ Tân, tôi tìm Lâm Hướng Đông, cô nói với anh ta, tôi gọi là Nguyễn Tố. Cô tin tưởng, chỉ cần Lâm Hướng Đông có ở đây, cô nói ra tên mình là đúng không sai. Ngẫm nghĩ, cô lại bổ sung một câu, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ta, nếu anh ta không gặp tôi, tôi chỉ đành đi tìm chủ tịch Lâm. Tôi có phương thức liên lạc của chủ tịch Lâm. Cô gái Lễ Tân trước đây đã nghe nói qua, vợ chưa cưới của Lâm Hướng Đông họ Nguyễn. Nhưng cô ta đã gặp vợ chưa cưới của Lâm Hướng Đông rồi, không phải vị trước mắt này. Đều họ Nguyễn, lẽ nào là họ hàng hoặc là người nhà? Nếu như hôm nay người Nguyễn Tố muốn gặp là chủ tịch Lâm, không có hẹn trước, vậy thì cô gái lễ tân khẳng định là sẽ không phản ứng. Nhưng Nguyễn Tố muốn gặp là Lâm Hướng Đông, cô gái lễ tân liền do dự. Vừa nghe lời này của Nguyễn Tố, cô liếc đồng nghiệp bên cạnh một cái, Cắn răng nhất điện thoại lên gọi cho trợ lý của Lâm Hướng Đông. Lâm Hướng Đông hiện tại đã là giám đốc bộ phận, nhưng ai cũng biết, anh ta rất có khả năng là người thừa kế, ai cũng không dám sơ suất. Lâm Hướng Đông từ trợ lý biết được Nguyễn Tố tới công ty tìm anh ta, còn cho là tai mình nghe lầm. Anh ta không thích người nhà họ Nguyễn, trong đó tự nhiên cũng bao gồm người luôn ức hiếp Nguyễn Mạn là Nguyễn Tố. Anh ta biết, Nguyễn Mạn tính cách lương thiện, tràn ngập lòng biết ơn với nhà họ Nguyễn cô ta cũng cảm thấy thua thiệt cho nguyễn tố đối với khiêu khích và bắt nạt của nguyễn tố luôn là nhẫn nhịn nhưng mà anh ta vẫn có điểm hiếu kỳ nguyễn tố đến cùng tới tìm anh ta làm gì cô vậy mà còn nói không tìm được anh ta thì sẽ đi tìm bố anh ta anh ta biết nguyễn tố không phải nói mạnh miệng ba quý và ba anh ta đích xác là có giao tình bây giờ nguyễn tố có phương thức liên lạc của ba anh ta hẳn là thật như vậy cuối cùng anh ta để trợ lý đi xuống một chuyến mời nguyễn tố đến văn phòng của anh ta vốn dĩ trong lòng nguyễn tố còn bồn chồn vừa thấy lâm hướng đông thật sự để cô lên thì càng thêm nắm chắc bất giác đứng thẳng lưng lên dù có làm người đàn bà đanh đá thì cũng phải làm người đàn bà đanh đá có cốt khí có lễ nghi cô theo trợ lý của lâm hướng đông đi vào văn phòng trợ lý rất nhanh liền lui ra ngoài phút chốc trong văn phòng mười mấy mét vuông chỉ còn lại lâm hướng đông và nguyễn tố lâm hướng đông ngồi ở trên ghế văn phòng anh ta nhìn về phía nguyễn tố hỏi tìm tôi làm gì? Anh ta ngẫm nghĩ, chẳng lẽ là tới bắt chẹt? Chuyện này có thể xảy ra, hoàn cảnh nhà họ quý ai cũng biết, không tốt lắm. Chẳng lẽ Nguyễn Tố lợi dụng tầng quan hệ này mượn tiền hay là đòi một số lợi ích đáng kể? Sở dĩ anh ta gặp Nguyễn Tố, một là lo lắng cô thật sự có chuyện gì đó, nếu như náo tới chỗ ba anh ta sẽ rất khó coi. Hai là anh ta biết, nếu như không phải Nguyễn Tố gánh vác hôn ước với nhà họ quý, anh ta và nguyễn mạng cũng không có cách nào người yêu cuối cùng thành thân quyến ba anh ta tuyệt đối sẽ không đồng ý anh ta ở bên một người đã có hôn ước điểm này anh ta rõ ràng nhất nguyễn tố đã ấp ủ sẵn cảm xúc trong lòng giả vờ bộ dáng đáng thương không phù hợp với cô cô lạnh lùng cười giả vờ với tôi làm gì lâm hướng đông anh và nguyễn mạng thật sự là làm cho tôi mở rộng tầm mắt hôm nay tôi đến đây chính là để nói cho anh biết anh nếu như muốn vì nguyễn mạng mà trút giận thì nhầm vào tôi đây này. Anh nhầm vào một trưởng bối 60 tuổi mà làm loại chuyện kia, anh tính là loại đàn ông gì? Lâm hướng đông nghe vậy không hiểu ra sao, nhưng bị người ta chỉ vào mũi mắng không phải là đàn ông, anh ta cũng tức giận. Anh ta đột nhiên đứng dậy, đôi tay chống lên bàn làm việc cắt gao mà nhìn chầm chầm Nguyễn Tố, cô tới là để la lối khóc lóc. Nguyễn Tố, tôi xem cô là em gái của Nguyễn Mạng, mới cho cô lên đây biểu tình của anh ta tức giận nhưng giọng điệu lại vẫn là tận lực bình tĩnh. Điều này làm cho Nguyễn Tố có chút kinh ngạc nhưng càng nhiều hơn là vui mừng, bởi vì Lâm Hướng Đông càng là bình thường thì càng đại biểu chiêu này của cô là đúng rồi. Cô cũng lười nói nhiều với Lâm Hướng Đông, cô một bên mắng một bên lấy USB đã chuẩn bị sẵn từ trong túi sách ra ném lên bàn anh ta. Không phải là chỉ thị của anh thì còn ai vào đây? Anh cảm thấy tôi ức hiếp Nguyễn Mạng, làm cô ta chịu ủy khuất, anh liền trừng trị tôi như vậy. Mẹ chồng tôi lớn tuổi rồi, anh muốn hại chết bà đúng không? Còn may mẹ chồng tôi vận khí không tồi, chỉ bị gãy xương, thật sự ngã chết ngã bại liệt, tôi sẽ liều mạng kiện anh vào tù. Nguyễn Tố càng nói càng tức, anh còn không để nhà tôi sống yên ổn, phái người đến nhà tôi suối bẫy mẹ chồng gây mâu thuẫn với tôi. Anh đến cùng có phải là đàn ông hay không? Làm loại việc này, chủ tịch Lâm có biết không? Chuyện anh làm, tôi đều có chứng cứ, anh chối không được. Tôi đến là để cảnh cáo anh, nếu lại thêm một lần nữa trong nhà tôi bao gồm cả tôi có bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào thì chuyện này không xong đâu cùng lắm thì cá chết lưới rách ai cũng đừng nghĩ dễ sống chủ tịch lâm năm xưa cùng ba chồng tôi cũng không phải không có giao tình tôi không tin ông có thể nhìn con trai của mình đối xử tàn nhẫn độc ác với một nhà cố nhân như vậy cô sẽ không nói với lâm hướng đông đó là nguyễn mạng làm nếu như bây giờ chương kiến là lái xe của anh ta cô một mực chắc chắn lâm hướng đông vì trút giận cho nguyễn mạng mà làm những việc này như vậy mới làm cho Lâm Hướng Đông hoài nghi Nguyễn Mạn. Những gì cần nói cô đều nói rồi, chứng cứ cũng đã ném vào trên bàn anh ta. Cô không để ý tới Lâm Hướng Đông vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, xoay người rời khỏi văn phòng. Vào một khắc mở cửa ra kia, cô sửa sang lại tóc, thẳng lưng, mang theo nụ cười mà rời đi. Đợi cô đi rồi, Lâm Hướng Đông cũng hồi phục lại tinh thần, anh ta cau mày, cầm lấy USB ở trên bàn Lâm vào trầm tư. Anh ta là đàn ông coi như Nguyễn Tố đến đây la lối, anh ta cũng không thể thật sự làm gì cô, chỉ là những lời nói kia của cô là có ý gì. Anh ta cắm USB vào máy tính, không bao lâu trên màn hình máy tính hiển thị trong văn kiện có mấy đoạn video. Ông thái độ hoài nghi, anh ta click mở video, sau khi thấy rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, anh ta ngây ngẩn cả người. Trường 24 Mấy đoạn video, sâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau. Đầu tiên có người phá hỏng đèn trong hành lang nhà họ quý, dẫn tới mẹ Quý ngã từ trên cầu thang xuống bị gãy xương phải nhập viện. Sau đó nhà họ Quý mời một hộ công. Không bao lâu sau hộ công xuất hiện trong đoạn video, đang cùng với một người đàn ông tiến hành giao dịch nào đó. Lâm Hướng Đông còn chưa già cả hoa mắt, thậm chí nhìn ra người đàn ông xuất hiện trong mấy đoạn video đều là lái xe của anh Chương Kiến. Tuy trong video cũng không hiển thị đèn trong hành lang đến cùng có phải Chương Kiến phá hỏng không, người hộ công kia cùng Chương Kiến giao dịch cái gì cũng không rõ nhưng lâm hướng đông cũng nghĩ được nguyễn tố không hề thêm mắm dặm muối nhà họ quý gần đây gặp phải những việc này tuyệt đối cùng chương kiến không thoát khỏi can hệ cũng khó trách nguyễn tố sau khi tra được những cái này sẽ cho rằng anh ta đã làm ra thủ đoạn gì trong này chung quy chương kiến cũng là tài xế của anh ta nhưng mà anh ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ qua muốn đi giày vào nguyễn tố anh ta đích xác nhìn không quen nguyễn tố luôn ức hiếp nguyễn mạng nhưng nói thế nào đây cũng là chuyện giữa những người phụ nữ với nhau anh không nên can dự vào càng huống hồ nguyễn tố và nguyễn mạng vẫn là chị em trong mắt người ngoài anh ta càng biết nếu như không phải là nguyễn tố anh ta và nguyễn mạng cũng không thể ở bên nhau căn cứ vào đủ loại nguyên nhân chỉ sợ anh ta có không thích nguyễn tố đến mấy lại đau lòng nguyễn mạng ra sao anh ta cũng không thể thật sự trả thù nguyễn tố đây căn bản không phải là chuyện đàn ông nên làm nhưng không có sự tỏ ý của anh sao chương kiến lại dám tự động chủ trương làm những chuyện này những chuyện này anh ta đều nhìn không được. Giống như Nguyễn Tố nói, thu quán gì cũng không nhất thiết làm như vậy với một lão thái thái. Chuyện đến hôm nay, Lâm Hướng Đông căn bản không nguyện ý tin tưởng những chuyện này có liên quan đến Nguyễn Mạng. Anh ta thà tin rằng là chương kiến tự chủ trương vì chị gái mà trút giận. Trong trí nhớ của anh ta, Nguyễn Mạng xưa nay đối với người không quen biết cũng có thể đưa tay ra giúp đỡ. Cô rất lương thiện, làm sao cô ta có thể đi làm loại chuyện này được? anh ta lại nhớ đến lời của Nguyễn Tố. Nếu như anh ta không đi ngăn chương kiến, nếu như chương kiến lại làm loại chuyện mà đàn ông không nên làm, Nguyễn Tố làm ồn đến chỗ ba anh ta thì e là chuyện này không thể đơn giản như vậy mà kết thúc. Không giống như Lâm Hướng Đông mờ mịt phiền lòng, khi Nguyễn Tố bước ra khỏi cao ốc Lâm thị, từ đầu đến chân đều cảm thấy rất sảng khoái. Chuyện này chọc đến trước mặt Lâm Hướng Đông, cô có thể đoán được sẽ dẫn đến hai loại kết quả. Loại thứ nhất, Lâm Hướng Đông sẽ nhìn thấu bản chất của Nguyễn Mạn anh ta sẽ quyết đoán chia tay với nguyễn mạng không để cho cô ta ảnh hưởng đến mình dù chỉ là một mảy may sau đó không có sự hậu thuẫn của lâm hướng đông nguyễn mạng sẽ thành con hổ giấy căn bản không đáng phải lo ngại loại thứ hai lâm hướng đông vẫn tin tưởng nguyễn mạng hơn nữa còn cho rằng toàn bộ sự việc là do chương kiến tự mình chủ trương vậy thì anh ta nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó cuối cùng nguyễn mạng cũng sẽ biết lấy sự hiểu biết của cô về nguyễn mạng nguyễn mạng vì không làm cho lâm hướng đông hoài nghi cùng phản cảm ít nhất cũng sẽ thành thật một đoạn thời gian nguyễn mạng nói không chừng còn phải cầu bồ tát phù hộ nhà họ quý và cô không xảy ra thêm chuyện gì nữa mới tốt bằng không toàn bộ đều đến tính trên người chương kiến và trên đầu cô ta đến lúc đó cô ta nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không hết tội coi như lâm hương đông tin tưởng những việc này không liên quan gì đến nguyễn mạng nhưng ở trong lòng anh ta nhất định sẽ giao xuống một hạt giống hoài nghi chỉ cần Nguyễn Mạng lại làm ra một chút chuyện gì không tốt thì hạt giống này sẽ nảy mầm. Đây chính là đòn đánh trả của Nguyễn Tố. Đánh rắn phải đánh dập đầu, Nguyễn Mạng để ý nhất là Lâm Hướng Đông, không phải sao. Sau khi Lâm Hướng Đông làm rõ ràng, Nguyễn Tố biết không bao lâu sau Nguyễn Mạng cũng sẽ biết, hồ hộ công cũng không có tác dụng gì nữa. Vì vậy khi cô trở về lấy cơm canh, Nguyễn Tố đến một câu cũng không muốn nói nhiều, cũng lười ngụy trang. Chung Quy chỉ cần cô muốn, tùy thời cô đều có thể đuổi Hồ Hộ Công đi. Hồ Hộ Công cũng nhận thấy Nguyễn Tố hôm nay đối với cô ta đặc biệt không khách khí. Nhưng ngẫm nghĩ lại, cô ta cho rằng Nguyễn Tố đoán được cô ta đang châm ngòi ly gián, vậy thì hành vi của Nguyễn Tố cũng không có gì kỳ lạ. Cô ta vốn dĩ chột dạ nên cũng không dám hỏi nhiều. Nguyễn Tố xách theo bình cách nhiệt, đón đầu tương, một lớn một nhỏ hướng bệnh viện mà đi. Đậu tương lúc này đặc biệt trong ngóng đến giờ tan học trước đây trông đến giờ tan học để về nhà xem phim hoạt hình, bây giờ thì trông đến bệnh viện thăm chú. Đối với đầu tương mà nói, nó không nhớ hình dáng của ba mình như thế nào, cũng không quá nhớ rõ ông nội. Trưởng bối trong nhà là phái nam chỉ có chú, bây giờ chú tỉnh lại rồi, nó quá vui mừng rồi. Ngày ngày ngóng trong chú mau chóng xuất viện, sau này cùng nó đi đá bóng, chơi bóng rổ. Đến bệnh viện, Quý Minh Sùng đang tỉnh, đầu tương xong đến nói chuyện với anh, chia sẽ chuyện thú vị ở nhà trẻ hôm nay nguyễn tố cùng mẹ quý ra bên ngoài phòng bệnh nói về chuyện của hồ hộ công nguyễn tố kể về chuyện hôm nay cô đi tìm lâm hướng đông mẹ quý nghe vậy cười cười đây là một cách hay nguyễn tố được mẹ quý khen còn có chút ngượng ngùng kỳ thật cô cũng không quá am hiểu xử lý loại chuyện này rốt cuộc trong nhân sinh của cô cũng chưa từng đụng phải dạng người như nguyễn mạng ngay cả anh trai chị dâu của mẹ nuôi cô cũng sẽ không làm chuyện quá đáng như vậy sẽ có sự dè dặt nguyễn tố lại nói mấy ngày tới có thể để hồ hộ công đi được rồi mẹ quý nhìn nguyễn tố một cái nói vậy cũng hơi đáng tiếc cái khác không nói tay nghề nấu cơm của cô ta cũng không tồi nguyễn tố nguyễn tố bị lời này thức tỉnh thật vậy bây giờ là lúc nhà họ quý đang thiếu nhân lực chỉ cần hồ hộ công nấu cơm thôi thì cô và mẹ quý cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều vậy nguyễn tố nghĩ nghĩ đợi đến lúc Minh Sùng có thể xuất viện cứ để cô ta nấu cơm thêm vài ngày. Về phần hồ hộ công, còn cảm thấy cũng không cần trả tiền công đi. Bây giờ có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Mẹ quý hơi hơi mỉm cười, là cái ý này. Hai người không trả tiền, hồ hộ công cũng không tiện cãi và lôi kéo. Ai bảo hồ hộ công thông qua hai người kiếm tiền từ Nguyễn Mạng? Mẹ chồng nàng dâu nhìn nhau, đều vui vẻ nở nụ cười thật ra cũng không phải vì tiết kiệm được một tháng tiền lương này mà vì sản khoái trên thế gian này không phải tất cả những ủy khuất đều có thể đánh trả càng nhiều hơn chính là bẻ răng nuốt máu ngày thứ hai nguyễn tố đem mắt động nghi đến cô báo giá sai cho mẹ quý chỉ nói một nửa số tiền thực sự thao tác sử dụng mắt động nghi không hề khó quý minh sùng lại là một người thông minh không bao lâu anh đã học được dùng mắt động nghi để biểu đạt đơn giản những lời mình muốn nói điều này làm mẹ quý vui mừng không thôi bây giờ bà rất sợ con trai chịu không nổi trạng thái này rốt cuộc trên người anh ngoại trừ đôi mắt ra chỗ nào cũng không thể cử động được qua thời gian dài người bình thường đều sẽ phát điên hiện tại có cái có thể biểu đạt ý tứ của anh trong lòng con trai có lẽ cũng dễ chịu hơn nhiều nhỉ quý minh sùng so với tưởng tượng của mẹ quý mạnh mẽ hơn rất nhiều chung quy anh đã trải qua chém giết chân chính cũng là người từ trong núi đau biển lửa xông ra đối với trạng thái trước mắt này, anh ngoại trừ có một chút quẩn bách ra cũng không có cảm xúc tiêu cực khác. Đại khái anh cũng biết bản thân nhất định sẽ khỏe trở lại. Nhưng mà có mắt động nghi này, anh cũng được an ủi hơn nhiều. Có thể biểu đạt đơn giản ý nghĩ của bản thân, cũng rất tốt rồi. Buổi tối, hơn 8 giờ, mẹ quý lại phải đưa đầu tương về nhà. Đầu tương vẫn là một đứa trẻ, bình thường 9 giờ đã ngủ, không tiện ở bệnh viện quá lâu. Trải qua những ngày sống chung này, bất kể là nguyễn tố hay là quý minh sùng đều tận lực thoát khỏi hoặc nói là xem nhẹ sự xấu hổ của bản thân cả hai người đều cùng chung tâm lý chỉ cần tôi không xấu hổ như vậy chính là người khác xấu hổ đèn trong phòng bệnh sáng ngời nguyễn tố một bên bơm sữa bò cho quý minh sùng một bên đọc tin tức trên báo tài chính cho anh nghe cô cảm thấy quý minh sùng có lẽ rất muốn tìm hiểu xu hướng kinh tế hiện tại quý minh sùng quả nhiên nghe những tin tức này đến mức mê mẩn có thể là rất lâu rất lâu rồi anh không tiếp xúc với những thứ này vừa bắt đầu có chút lạ lẫm nhưng bản năng trong xương cốt vẫn không biến mất anh nghe nghe liền bắt đầu để bụng thật ra tình huống hiện tại của anh không tốt lắm nhưng anh cũng có đủ thời gian để tìm hiểu tình hình trước mắt như vậy đợi anh khỏe lại rồi mới có thể nhanh chóng chuẩn bị đông sơn tái khởi trong lúc anh cấp bách mà tiếp thu tin tức chỉ nghe hai chiếc nhẫn lại bắt đầu đối thoại kỳ thật hôm nay nguyễn tố vừa bước vào cửa hai chiếc nhẫn này đã bắt đầu cuốn quyết nhau, cái gì mà chồng ơi em nhớ anh, vợ ơi anh nhớ em. Loại đối thoại này trên cơ bản có thể tự động bỏ qua. Nhưng hai chiếc nhẫn này cũng sẽ nói chuyện chính sự, chia sẽ cho nhau một chút tin tức hôm nay. Nhẫn nữ, tố tố hôm nay rất mệt mỏi, buổi tối còn phải chăm sóc đàn ông chó, quá đau lòng con gái phải làm sao. Nhẫn nam, ai, hy vọng chủ nhân có thể nhanh chút khỏe lại, tố tố quả thật ốm đi rất nhiều. Lần trước Tố Tố mua chúng ta về, nhân viên bán hàng kia cũng nói tay Tố Tố quá gầy. Nhẫn nữ, anh vẫn còn nhớ là Tố Tố mua chúng ta về à, vậy mà anh còn mỗi tiếng mỗi kêu chủ nhân, anh căn bản đã quên ai là chủ nhân của anh rồi. Nhẫn nam. Nhưng mà anh bị đeo ở trên tay chủ nhân a, à? vậy thì người là chủ nhân của anh. Nhẫn nữ, hừ. Lúc này Quý Minh Sùng mới phát hiện, thì ra đôi nhẫn này là Nguyễn Tố mua về. Chắc là nhẫn dùng trong hôn lễ. Thế gian vạn vật có rất ít âm thanh phát ra khiến anh nghe được, đây cũng coi như là một loại duyên phận. Nguyễn Tố cũng không biết những chuyện này, cô vẫn đang đọc tin tức tài chính cho anh. Nhẫn nữ, nhưng mà, hôm nay Tố Tố lại bị bắt chuyện rồi, là một anh chàng khá đẹp trai. Muốn em nói a, à, Tố Tố dứt khoát ly hôn với đàn ông chó đi cho xong. Tố Tố xinh đẹp lại dịu dàng như vậy, nhất định sẽ tìm được chó tốt hơn đàn ông chó. Không đúng, là đàn ông nhẫn nam cái này cái này tố tố cho phương thức liên lạc rồi sao nhẫn nữ đừng nhắc nữa khẳng định không cho trung tâm kiểm tra sức khỏe có một đồng nghiệp nam rất được luôn đem bữa sáng bữa trưa các thứ cho tố tố nhưng tố tố hình như không có ý tứ kia với anh ta em thật không hiểu cô ấy tại sao lại thích đàn ông chó a à? nhẫn nam tố tố hình như không thích chủ nhân mà nhẫn nữ đúng Tố Tố bởi vì lương thiện mới chăm sóc hắn. Hy vọng Tố Tố người tốt có hồi báo tốt, bằng không em mỗi ngày nguyền rủa đàn ông chó. Nhẫn Nam, đổi cái xưng hô đi, không nên kêu đàn ông chó đàn ông chó. Nể mặt anh có được không? Nhẫn Nữ, anh có cái mặt quỷ ấy. Quý Minh sùng nhìn về hướng Nguyễn Tố. Từ mấy ngày chung sống này, còn có lời của người bên cạnh, anh đại khái cũng biết cô bây giờ là vợ của anh. Tuy là hữu danh vô thật, nhưng cô thật lòng mà chăm sóc anh. Có lẽ trước khi xảy ra chuyện, anh không thể nhìn ra được một người là thật tâm hay giải, vẫn là do anh còn quá trẻ, kinh nghiệm không đủ phong phú. Nhưng bây giờ trải nghiệm nhiều như vậy, cô đến cùng có phải thật tâm không, anh vẫn có thể nhìn ra được. Trước đó, anh và cô chưa từng gặp mặt, càng đừng nhắc đến cảm tình gì đó. Chẳng lẽ cô thật sự là vì cái gọi là hôn nhân mà không ngại cực khổ chăm sóc anh? Trong năm năm qua, anh gặp qua rất nhiều người lừa ta gạt, có người thậm chí vì cái gọi là lợi ích mà có thể bán đứng người thân trong nháy mắt. Trở về lại thế giới nguyên bản, anh đã mệt mỏi bất kham, bên cạnh cơ hồ lại có một người vợ trong sáng như thế. Anh nhìn lại mắt động nghi đặt ở trên giường. Nguyễn Tố đang cúi đầu đọc báo, đột nhiên nghe được âm thanh của máy móc là từ mắt động nghi truyền đến. Chỉ có ba chữ đơn giản. Truyền đạt ý nghĩ của Quý Minh Sùng muốn biểu đạt, cảm ơn em. Trường 25 Cảm ơn em Sau khi Nguyễn Tố nghe thấy đầu tiên là sửng sốt Sau mới phản ứng lại được là Quý Minh Sùng nói với cô Cô nhấp môi cười nói Xem ra anh có thể dùng mắt động nghi rất thành thục Cô rất vui vẻ Bởi vì đủ loại dấu hiệu cho thấy Đầu óc Quý Minh Sùng không có vấn đề Thịnh viễn cũng rất vui Trong các ca bệnh mà anh nghiên cứu Có một bộ phận người thực vật sau khi tỉnh lại Đều có chứa ngại trí lực hoặc nhẹ hoặc nặng Sở dĩ người thực vật hôn mê không tỉnh, trên bản chất mà nói là vì đại não chịu tổn thương. Bây giờ trí năng của Quý Minh Sùng không có vấn đề, từ các loại báo cáo kiểm tra mà xem, thân thể của anh cũng đang hồi phục dần dần. Điều này đối với nhà họ Quý mà nói tuyệt đối là tin tức tốt nhất trong suốt mấy năm qua. Hiện tại Quý Minh Sùng không có cách gì mở miệng nói chuyện, mắt động nghi cũng không thể thật sự thay thế anh để biểu đạt tất cả cảm xúc ra ngoài. Vì vậy trước mắt cũng chỉ có thể tiến hành giao lưu đơn giản ví dụ tôi đói rồi tôi khát rồi tôi buồn ngủ rồi các loại cho quý minh sùng uống sữa bò xong nguyễn tố lại cầm tờ báo lên cô chần chờ một chút nhẹ giọng hỏi anh có thích nghe em đọc cái này cho anh không em là chỉ chuyện trên báo tài chính trong lòng cô cảm thấy quý minh sùng muốn tìm hiểu nhưng lại có chút không chắc chắn có lẽ đại não anh còn trong thời kỳ hồi phục cô nói những chuyện này có khi nào trong chốc lát anh không cách nào tiếp thu được không hoặc là anh cũng muốn yên tĩnh một chút quý minh sùng nhìn về phía mắt đậu nghi qua một hồi âm thanh máy móc lại một lần nữa vang lên trong phòng bệnh thích nguyễn tố nghe âm thanh này trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt trước đây cô chưa từng tiếp xúc với quý minh sùng lúc này cũng nhịn không được mà tưởng tượng nếu như anh có thể nói chuyện trên mặt cũng có thể thể hiện cảm xúc lúc anh nói chữ thích này sẽ là dáng vẻ gì cũng giống như mắt đậu nghi máy móc và không có tình cảm sao đã biết. Nguyễn Tố thấy anh muốn nghe cô nói chuyện liền không tự chủ mà bắt đầu nói nhiều hơn, giống như khi anh còn chưa thức tỉnh vậy, có cái gì cũng đều nói với anh. Anh chủ động nói với cô cảm ơn em cùng với thích, dễ dàng phá bỏ ngăn cách trong lòng cô. Trong phòng bệnh, ngoài trừ mắt động nghi ngẫu nhiên phát ra âm thanh, còn lại đều là âm thanh ôn hòa mềm mại của Nguyễn Tố. Thật ra lúc trước khi anh còn hôn mê, mỗi ngày em đều đọc báo tài chính cho anh. Bọn họ nói, trước đây anh thích cái này, vậy anh có nghe thấy em đọc những cái đó không đây là việc mà nguyễn tố muốn làm rõ nhất cô cũng là nghe đồng nghiệp cùng đơn vị nói có người hôn mê cũng có thể nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài không biết có phải là thật không thế gian to lớn việc lạ gì cũng có các bác sĩ không phải cũng nói rồi sao các dấu hiệu trên người quý minh sùng đều là kỳ tích cô trước đây ngoại trừ đọc báo tài chính cho quý minh sùng ra cũng sẽ kể những chuyện không vui mà bản thân cô gặp phải sau đó, còn bóp phốt. Nhiễm nhiên xem quý minh sùng như là nơi trúc tâm sự. Nếu như anh có thể nghe thấy, sẽ công khai xử tội. Đầu tương tự hồ cũng suy xét tới điểm này. Hôm nay còn ngượng ngùng xoắn xích hỏi cô, những lời lúc trước nó nói với chú, có phải chú đều nghe thấy rồi? Vậy thì không xong thật rồi. Dưới sự năng nỉ ý ôi của đầu tương, Nguyễn Tố đồng ý với nó, sẽ giúp nó hỏi rõ vấn đề này. Nguyễn Tố thân mang trọng trách, nhân cơ hội liền hỏi chuyện mà cô và đầu tương đều muốn biết. Sau khi hỏi xong, cô nhìn chầm chầm Quý Minh Sùng, đợi chờ đáp án của anh. Không có. Nghe được lời này, Nguyễn Tố thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Quý Minh Sùng hôn mê, linh hồn đã không ở trong thân thể này nữa, làm sao có thể nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài. Nguyễn Tố gật đầu, tiếp tục cầm tờ báo, nhẹ giọng nói, vậy em đọc tiếp, tin tức này liên quan đến thị trường chứng khoán, có khả năng em ngắt câu không đúng. Được. Quý Minh Sùng nhắm mắt lại, có loại cảm giác không thể tưởng tượng được. Toàn thân anh bây giờ không thể cử động được, nhưng nghe Nguyễn Tố đọc báo, anh vậy mà còn cảm thấy thích ý. Đúng vậy, thích ý. Có thể là năm năm qua tinh thần anh đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ, đến nỗi bây giờ trải qua thời khắc nhàn rỗi này, giống như là một hồi mộng. Đợi Quý Minh Sùng ngủ rồi, Nguyễn Tố nhìn thời gian, đã là 10 giờ rồi. Mùa đông khí hậu hanh khô, hai ngày nay cô không có thời gian để ý đến chính mình. Bây giờ thừa dịp còn chưa quá muộn, cô tìm trong túi sách mặt nạ mà chị gái lễ tân tặng cô, rồi đi vào toilet. Đây là thời gian thuộc về riêng cô, cô rất hưởng thụ thời khắc này. Cô đắp mặt nạ ngồi ở một bên, cầm điện thoại lướt lướt vòng bạn bè, lại xem trên mạng có hàng ngon giá rẻ gì không. Cô rất thích mua đồ trên mạng. Bây giờ nhà họ quý có thêm rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, đều là cô mua cô cũng thích chăm sóc bản thân giống nữ đồng nghiệp trong đơn vị vậy thích đi dạo mua quần áo thích dưỡng da cô cũng là một người rất bình thường rất bình thường trong thế giới rộng lớn này quý minh sùng ngủ không bao lâu lại tỉnh dậy đây là phản ứng bình thường anh đã tính toán tốt rồi nghe nói cuộc thời không có công dân sau khi về hưu đều không thể dung nhập vào trong sinh hoạt của người bình thường nếu như luôn sống trong thế giới xuyên nhanh có thể tình huống sẽ tốt hơn một chút nhưng một khi ngừng lại có thời gian hồi tưởng lại những thứ trong quá khứ vậy không thể nghi ngờ là ác mộng sau khi anh tỉnh lại nhìn một vòng những chỗ mà tầm mắt anh có thể nhìn đến đều không thấy nguyễn tố lại nhìn lên đồng hồ treo tường đã hơn mười giờ rồi cô đi đâu rồi anh nhìn trần nhà đại khái phát ngốc như vậy gần mười phút đồng hồ vẫn không đợi được nguyễn tố trở lại anh không khỏi nhớ đến cảnh trong mơ vừa rồi trong mơ Người anh em một giây trước còn cùng anh vào sinh ra tử, giây sau liền xảy ra chuyện rồi. Anh đại khái còn chưa thoát ra khỏi loại trạng thái này, giờ phút này cũng nhịn không được mà suy nghĩ, cô hẳn là không xảy ra chuyện gì chứ. Nghĩ nghĩ, anh nhìn về phía mắt động nghi, không bao lâu sau, mắt động nghi phát ra âm thanh, có đó không? Không có đáp lại. Quý Minh sùng lại nghĩ đến chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái. Hai chiếc nhẫn kia bình thường nói không ít, sao bây giờ lại an tĩnh như vậy? thời khắc mấu chốt lại tuột dây xích nguyễn tố đang mua hàng trên mạng chuẩn bị mua thêm cho đậu tương vài bộ quần áo mới đang lựa chọn mơ hồ nghe được âm thanh từ bên ngoài truyền đến cô vôi vàng bóc mặt nạ ra cũng không kịp rửa sạch tinh chất còn dính trên mặt mình liền xông ra ngoài quả nhiên mắt động nghi vẫn đang kiên trì bền bỉ mà phát ra âm thanh không ngừng lặp lại một câu kia có đó không nguyễn tố cho rằng đã xảy ra chuyện gì đến bên giường bệnh Thấy Quý Minh sùng tỉnh rồi còn có chút kinh ngạc, sao vậy, có phải có chỗ nào không thoải mái không? Quý Minh sùng còn chưa mượn mắt động nghi để giải thích, đã nghe được nhẫn nữ mới nãy không lên tiếng giờ phút này chửi ầm lên, đồ cho thật quá đáng. Em nhịn không nổi nữa rồi a, à, tố tố không dễ dàng gì đắp mặt nạ lại có thể thả lỏng xem điện thoại một lát, hắn lại làm phiền. Lại làm yêu. Khuôn mặt cô đắp mặt nạ vẫn chưa rửa sạch, trên mặt cũng còn một chút dấu vết. Quý Minh Sùng lúc này mới sáng tỏ. Không có gì. Anh biểu đạt ý tứ của mình như vậy. Sau khi ngẫm nghĩ, anh trịnh trọng xin lỗi, thật xin lỗi. Nguyễn Tố không rõ nguyên do, vẫn là cười cười, không có việc gì thì tốt. Trong phòng còn có nữ nhẫn khinh thường hừ nhẹ một tiếng. Ngày thứ hai, Nguyễn Tố và mẹ Quý đổi ca với nhau, trong phòng bệnh có một người đến thăm Quý Minh Sùng. Người đến là chị của thịnh viễn, thịnh vi. Thịnh Vi năm nay đã qua tuổi 30, là một người giỏi giang. Chẳng qua thời điểm cô đến không khéo lắm, Quý Minh Sùng vừa mới ngủ không bao lâu. Mẹ Quý cũng không nỡ đánh thức con trai bèn cùng Thịnh Vi ra ngoài phòng bệnh nhỏ giọng nói chuyện. Sở dĩ Quý Minh Sùng và Thịnh Viễn là bạn tốt của nhau, cũng là vì sự tương đồng trong vòng. Gia thế bối cảnh của Thịnh Viễn không tệ, tổ tông cũng là nhân vật vang dội. Chỉ là đến đời ba Thịnh Viễn thì không ổn lắm ba của thịnh viễn không giữ được gia nghiệp công ty cũng dần đi xuống nhưng vận khí của con trai con gái ông không tồi một nam một nữ đều cực kỳ có tiền đồ thịnh vi là chị gái thủ đoạn năng lực đều có cô tiếp nhận công ty từ tay ba mình năm ngoái cô cùng thiếu gia có tiền có thấy nhà họ triệu liên hôn dựa vào mối hôn sự mang đến lợi ích này tập đoàn thịnh thị cũng đi vào quỹ đạo càng ngày càng tốt hơn mà thịnh viễn đối với kinh doanh không có hứng thú lựa chọn học y anh tin tưởng với năng lực của mình theo thời gian anh sẽ trở thành bác sĩ có tiếng trong ngành khi nhà họ quý xảy ra chuyện thịnh vi cũng muốn giúp đỡ chỉ là lúc đó tình huống quá phức tạp mặc dù thịnh vi dốc hết toàn lực e là cũng khó mà thay đổi cục diện càng huống hồ lúc đó thịnh vi đã là người ra quyết sách của thịnh thị cô không thể không lo cho lợi ích của công ty thế là những việc cô có thể làm có thể giúp cũng có hạn mẹ quý là một người minh bạch trước giờ không bao giờ cưỡng cầu người khác giúp đỡ thậm chí cho đến bây giờ bà cũng không cúi đầu nhờ vả ai thật ra cũng không phải bà coi tôn nghiêm quan trọng hơn hết thảy mà là trong lòng bà vô cùng rõ ràng tình người là có hạn dùng một lần liền ít đi một lần quý thị phá sản là kết cục đã định không ai có thể thay đổi cần gì đánh cược tất cả mặt mũi mà đi cầu xin người khác sau này con trai trở thành người thực vật bà cũng rõ ràng người thực vật có thể tỉnh lại là dựa vào kỳ tích có cầu ai cũng vô dụng. Những ân tình này bà tích góp lại từng chút, chờ đến khi bức bách không chống đỡ nổi mới có thể dùng đến. Bà không phải là người vô tư, bà cũng có lòng riêng. Những ân tình này, hoặc là giữ lại sau này lót đường cho đậu tương, hoặc là giữ lại cho con trai Minh Sùng. Như vậy cũng không đến mức sau khi bà buông tay, hai người kia đều không có ai lo. Trong lòng Thịnh Vi rất bội phục mẹ quý, mặc dù hiện tại nhà họ quý đã phá sản nhưng bà vẫn giống như trước đây bá mẫu bây giờ minh sùng tỉnh lại rồi bác cũng yên tâm rồi nhỉ thịnh vi góp vui còn thấy bác cũng trẻ ra vài tuổi rồi chỉ sợ mấy ngày nay buổi tối đều không ngủ được đi mẹ quý mỉm cười gật đầu thịnh vi lại hỏi cái đó còn dâu của bác đâu tố tố đi làm rồi mẹ quý cười nó làm việc ở trung tâm kiểm tra sức khỏe tan làm sẽ đến bệnh viện bình thường đều là nó chăm sóc minh sùng cô và nguyễn mạng cũng có duyên gặp mặt mấy lần ấn tượng cũng không tốt lắm về phần nguyễn tố càng là chưa gặp mặt qua mấy lần lúc này nghe được mẹ quý đánh giá cao nguyễn tố như vậy cô cũng không khỏi kinh ngạc nói xem ra bác rất thích cô ấy mẹ quý nghe lời này của thịnh vi cũng sửng sốt lúc trước bà không hề thích nguyễn tố bây giờ sau khi trải qua vài chuyện bà biết nguyễn tố là người tốt là đứa trẻ có lương tâm nhưng thái độ của bà đối với nguyễn tố đã biến thành tán thành cùng yêu thích sao con bé rất tốt. Mẹ quý không trả lời chính diện câu hỏi này, mà là vẻ mặt buồn bã nói, nó là người cố chấp, cũng là người có lương tâm. Nó a à, luôn cảm thấy bản thân đã nhận được ân nghĩa của nhà họ quý, liền cam tâm tình nguyện ở lại đây. Ngày thường chia sẻ với bác cũng không ít, là một đứa trẻ tốt. Thịnh vi không biết rõ tình hình thực tế, bèn nói, thật đúng là một người cố chấp. Còn trước đây nghe nói, cô ấy là bị ba mẹ mình và Nguyễn Mạng kia bức. Kỳ thực, nhà họ nguyễn này đối với cô ấy cũng không tính là quá tốt cô ấy hà tất phải tận tâm tận lực như vậy quá thành thật rồi nhà họ nguyễn khẳng định là mang ơn nhà họ quý muốn báo đáp cũng nên là ba mẹ cô ấy báo đáp nhưng mà nói lại thì tính tình cô ấy như vậy cũng tốt con thấy cô ấy đối xử với bác với đầu tương cũng không còn gì để nói bằng không bác cũng không nói cô ấy là đứa trẻ tốt mẹ quý biết thịnh vi là đang hiểu lầm vào lúc bà muốn giải thích điện thoại Thịnh Vi vang lên. Thịnh Vi là người ra quyết sách của Thịnh Thị, bình thường công việc rất bận, gác điện thoại xong liền đi rồi. Trong phòng bệnh, Quý Minh sùng sớm đã tỉnh dậy, cũng đã nghe được đoạn hội thoại của mẹ Quý và Thịnh Vi. Anh không hiểu biết nhiều về Nguyễn Tố. Nhưng mà theo như những lời này cùng với lời đôi nhẫn và biểu hiện của cô mà xem, cô dường như lương thiện đến mức không có nguyên tắc. Tự hồ thường xuyên bị người khác bắt nạt, ai cũng có thể gây khó dễ. Tâm địa tốt thì tốt, chính là tính tình quá mềm mỏng, không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi rồi. Cũng khó trách vừa nãy mẹ anh nhắc đến, giọng điệu lại phiền muộn như vậy. Bây giờ cổ Quý Minh sùng có thể cử động với biên độ nhỏ. Anh nhìn hướng đồ vật đang bày trên tủ, bánh bao dường như còn đang tản ra hơi ấm. Chương 26. Buổi trưa lúc Nguyễn Tố ăn cơm, cô nhận được điện thoại của mẹ Nguyễn gọi đến. Mẹ Nguyễn không tìm được người thích hợp để khóc lóc, người đầu tiên nghĩ đến là Nguyễn Tố 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 con khuyên anh con đi nó vậy mà nói với ba con muốn từ chức con nói xem anh con là nghĩ như thế nào à công ty sau này còn không phải giao cho nó sao ba con sắp tức chết rồi đã bác bỏ đơn từ chức của anh con nhưng hôm nay nó không đến công ty nghe nói hai ngày nữa còn muốn đi nơi khác cùng bạn bè hùng vốn làm kinh doanh gây dựng sự nghiệp tâm thần và thể xác mẹ nguyễn đều mệt mỏi thập phần khó hiểu đây là làm cái gì chứ người khác lập nghiệp là vì trong nhà không có công ty hiện tại trong nhà có sẵn công ty nó không ở lại ngược lại muốn đi chịu khổ Tổ tố tố con đi khuyên anh trai con bây giờ trong nhà này nó chỉ nghe vào tai lời nói của con thôi anh hai muốn từ chức tự mình lập nghiệp nguyễn tố nghe được tin tức này cũng không ngoài ý muốn cô biết nguyễn thụ dương trước đây đã có suy nghĩ này rồi chỉ là không ngờ đến anh nhanh như vậy đã có hành động tố tố con còn nghe không mẹ nguyễn thậm chí mang theo chút nức nở con về một chuyến đi khuyên anh con để nó ngàn vạn lần không cần làm chuyện ngốc nghếch đừng đối nghịch với ba con nữa không có kết quả tốt đâu ánh mắt nguyễn tố ra hiệu với đồng nghiệp rời khỏi bàn ăn đi đến hành lang yên tĩnh lúc này cô mới nói anh hai đã là người trưởng thành rồi anh ấy có suy nghĩ của chính mình chúng ta tốt nhất vẫn nên tôn trọng anh ấy sao mà được lập nghiệp khó như vậy bây giờ trong nhà đã có sẵn công ty nó không làm cho tốt ngược lại từ chức con không biết ba con tức giận thế nào đâu tố tố tình cảm giữa hai anh em con rất tốt con giúp mẹ khuyên nó có được không con vẫn là câu nói kia anh hai đã trưởng thành rồi mỗi người đều có cuộc sống của chính mình tốt nhất vẫn không can thiệp vào quyết định của anh ấy nguyễn tố ngừng một chút anh hai có ý nghĩ này cũng không phải ngày một ngày hai nhất định đã suy nghĩ cặn kẽ rồi mẹ nguyễn tự hồ vẫn chưa từ bỏ vẫn muốn tiếp tục khuyên nguyễn tố nguyễn tố lập tức đưa điện thoại ra xa giả bộ tín hiệu không tốt mẹ con còn có việc không nói nữa tín hiệu không tốt nói xong cô liền tắt máy tuy cô nói với mẹ nguyễn là không thể can thiệp vào cuộc sống của anh trai nhưng sau khi tắt máy ngẫm nghĩ vẫn là nhấn số gọi cho nguyễn thụ dương đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy giọng điệu mệt mỏi tố tố không đợi nguyễn tố nói gì nguyễn thụ dương giọng điệu chắn chắn mà nói là mẹ kêu em khuyên anh phải không Em không nghĩ khuyên anh, chỉ là muốn biết chuyện là thế nào. Nguyễn Tố lại hỏi, anh hai, anh thật đã quyết định rồi sao? Ừ, quyết định rồi, ngày mai liền đi. Nguyễn Thụ Dương đối với nhà họ Nguyễn bao gồm cả công ty, đều thật sự rất thất vọng. Anh muốn thay đổi hiện trạng nhưng không đủ sức. Anh không muốn em gái Nguyễn Tố phải thay thế gã cho Quý Minh Sùng, nhưng anh không lây chuyển được người trong nhà. Sau này Nguyễn Tố đồng ý rồi, anh cũng nản lòng thoái chí có lẽ chuyện này đã phá vỡ nhận thức của anh trong lòng anh ba anh mặc dù có chút cứng nhắc nghiêm túc nhưng cũng có thể xem là một người cha tốt mẹ anh mặc dù lỗ tai mềm dễ dàng bị người ta lừa gạt nhưng tâm địa lương thiện còn về người em gái nguyễn mạng có thể từ nhỏ đã được nung chiều tính tình khó tránh khỏi kiêu căng nhưng trái phải rõ ràng tuyệt đối không phải là người ích kỷ nhưng hiện tại anh mới phát hiện những gì mà anh nhìn thấy có thể đều là biểu hiện giả dối nếu cả nhà anh không có tư tưởng sai lệch vậy thì tố tố sao có thể trở thành vợ quý minh sùng được sở dĩ có kết quả như vậy là vì mỗi người đều đang thêm dầu vào lửa mà ở phía sau là lợi ích thôi thúc nếu cuối cùng tất cả những chuyện này đều do tố tố vô tội phải gánh chịu vậy thì anh thà không tìm về em gái ruột của mình như vậy ít nhất tố tố có thể sống cuộc đời tự do của chính mình anh không muốn em gái của mình lẻ loi hiu quạnh qua hết một đời ở nhà họ quý anh không cách nào yên tâm thoải mái giống như ba mẹ mình cảm thấy tố tố gả đi cũng coi như là trả hết ân tình của nhà họ quý chỉ cần nghĩ đến cả đời này của em gái bị nhà họ nguyễn hại như vậy mỗi đêm anh đều ngủ không ngon cách tốt nhất mà anh có thể nghĩ đến chính là bản thân tự lập nghiệp kiếm tiền sau này anh sẽ nuôi nhà họ quý cả nhà lớn bé anh sẽ trả cái ơn này nếu như nói trước đây anh còn chờ mong đối với cha mẹ thì bây giờ cũng đã nhìn thấu rồi nội bộ công ty cũng vậy không khí cực kỳ không tốt anh đã từng nghĩ muốn thay đổi lại từ đầu nhưng anh phát hiện anh ở công ty căn bản không làm chủ được cũng không có cách nào thi triển quyền cước được nguyễn tố nói vậy anh hai trong tay anh còn tiền không hay là lời cô còn chưa nói hết nguyễn thụ dương đã ngắt lời cô có tiền của em thì giữ cho tốt đi để lại mà dùng trong lòng anh nói tố tố cho anh vài năm anh nhất định sẽ nghĩ cách làm nên thành tựu đến lúc đó anh sẽ giúp đỡ nhà họ quý chuyện báo ân nên để người làm anh như anh đảm nhận vốn dĩ nguyễn tố muốn nói với anh tin tức tốt là quý minh sùng đã tỉnh lại rồi nhưng lời vừa đến bên miệng lại nuốt trở vào bởi vì trước đây cô và mẹ quý đã thương lượng qua hy vọng chuyện này càng ít người biết càng tốt cũng không hy vọng người không liên quan đến cửa làm phiền quý minh sùng lúc nguyễn thụ dương rời nhà vừa hay đụng phải nguyễn mạng trở về nếu nói nguyễn mạng đối với nhà họ nguyễn một chút tình cảm cũng không có vậy thì cũng không phải cô ta luôn xem ba nguyễn mẹ nguyễn như ba mẹ của chính mình trong lòng cô ta nhớ rõ kiếp trước là anh trai luôn giúp đỡ cô cũng chỉ có anh vì cô mà tranh luận để cô ta không phải gả qua nhà họ quý sau này bất kể là lúc nào chỉ cần cô ta gọi một cuộc điện thoại chỉ cần là cô ta cần đến anh sẽ nghĩ cách xoay tiền kiếp này cô ta nghĩ cô ta không cần gả qua nhà họ quý nữa anh trai nhất định sẽ rất vui mừng nhưng cô ta không ngờ đến anh trai sẽ vì như vậy mà xa cách với cô ta anh hai nguyễn mạng lúng ta lúng túng mở miệng nguyễn thụ dương dừng lại bước chân nhìn về phía nguyễn mạng biểu tình thập phần lạnh nhạt tại sao anh lại muốn từ chức đi ra bên ngoài nguyễn mạng có chút vội vàng có phải ở công ty không hài lòng hay là em đi nói với ba một tiếng để ba thăng chức cho anh hoặc nếu anh thật không muốn làm việc ở công ty nữa, em để Lâm Hướng Đông đầu tư mở cho anh một cái công ty, có được không? Nguyễn Thụ Dương không để ý đến lời này của cô ta, chỉ nói, em tự giải quyết cho tốt chuyện của mình đi. Đây cũng là dựa trên cảm tình bao nhiêu năm mà cho lời khuyên. Nói xong anh liền đi, để lại Nguyễn Mạn sửng sốt ngay ngốc đứng ở đó. Hôm nay đầu tương tan học sớm, thằng bé không đi chơi với các bạn nhỏ mà đến bệnh viện. Bây giờ ngày nào nó cũng muốn gặp Quý Minh Sùng. Tuy là Quý Minh Sùng không có cách nào đáp lại quá nhiều với nó, nhưng nó vẫn cực kỳ vui vẻ. Lúc mẹ Quý đi phơi quần áo, đầu tư ngồi trước giường bệnh, rất hiểu chuyện mà vương bàn tay mũm mỉm ra mát xa cánh tay cho Quý Minh Sùng. Nó còn nhỏ, chỉ sợ dùng hết sức lực cũng không có hiệu quả quá lớn. Nhưng nó có lòng như vậy cũng đã làm cho Quý Minh Sùng vui mừng. Trước khi xảy ra chuyện, anh rất thích đứa cháu trai này, cũng từng nghĩ qua sau này sẽ đưa cháu trai đi đá bóng lúc đó đầu tương còn là một đứa bé bụ bẩm, đứa bé chỉ biết e a à, hiện tại trong nháy mắt, nó đã lớn như vậy, đã trở thành một tiểu nam tử hán, vừa hiểu chuyện vừa thông minh. Đầu tương lúc trước nói rất nhiều. Bây giờ Quý Minh sùng tỉnh lại rồi, còn có thể dùng mắt động nghi để đáp lại nó vài câu, nhiệt tình của nó nháy mắt tăng vọt. Một bên mát xa cho Quý Minh sùng, một bên chia sẻ chuyện thú vị ở nhà trẻ, tiểu mẫn không thích ăn cà rốt, buổi trưa ăn cơm luôn thừa lúc cô giáo bánh quy không để ý lén đưa cho con hết cách rồi con chỉ đành ăn thím nói ăn nhiều cà rốt rất tốt cho mắt có đúng không quý minh sùng nhớ đến đôi mắt kia của nguyễn tố đích xác sáng ngời lại trong suốt có lẽ cô cũng ăn rất nhiều cà rốt mắt động nghi phát ra âm thanh đúng vậy đậu tương tức khắc được an ủi không ít con đã nói thím sẽ không lừa con mà thím nói cận thị rất đau khổ thím cho con ăn rất nhiều cà rốt còn ăn nhiều dâu tây đúng rồi thím còn không cho con xem tivi xem điện thoại quá lâu kỳ thật đầu tương cùng quý minh sùng nói về nguyễn tố là nhiều nhất thằng bé quá thích thím gặp người liền nói thím nó tốt như thế nào nhiễm nhiêm đủ tư cách để trở thành một tiểu fan boy mắt động nghi một lần nữa phát ra tiếng nghe lời thím đầu tương dùng sức mà gật đầu con nghe lời thím thím đối tốt với con còn biết con còn biết thím không chỉ tốt với con còn tốt với bà nội, cũng cực kỳ tốt với chú. Ồ, quý minh sung. Cái mắt động nghi này dùng rất tốt, nhưng cũng có lúc không tốt lắm. Nếu như anh có thể nói chuyện, vậy anh có lẽ sẽ nói là, ồ, đây là một loại nghi vấn, ý tứ là cổ vũ đối phương tiếp tục nói. Nhưng mắt động nghi nói ra chính là rất bình đạm mồ, giống như đối với chuyện này không hề quan tâm đến, hơn nửa giọng điệu rất thiếu đòn. Còn may đầu tương chỉ là một đứa bé đơn thuần, còn không hiểu quá nhiều thứ chỉ cần chú đáp lời nó nó liền có thể nói tiếp ngữ khí bình bình ồ này không có tiêu diệt đi nhiệt tình của nó nó đếm trên đầu ngón tay nói thím mỗi ngày đều chăm sóc chú buổi tối đều thức dậy mấy lần còn có thím sẽ hỏi bà nội trước đây chú thích cái gì khi còn ở nhà thím nấu cơm đều sẽ làm một món mà chú thích ăn thím còn đẩy chú đi tắm nắng dù sao thì thím đối xử với chú rất tốt không đợi quý minh sùng trả lời cái gì đầu tương chao mày có chút tức giận nắm chặt tay cái cây nho kia quá quá đáng rồi suốt ngày bắt nạt thím trong hôn lễ trước đây cô ta còn cười nhạo thím không có nhẫn chú con thay chú đáp ứng thím rồi đợi sau khi chú tỉnh lại nhất định sẽ mua cho thím chiếc nhẫn to nhất đẹp nhất chú nhớ chưa con đã thay chú đáp ứng rồi quý minh sùng trong chốc lát cũng không biết làm sao tiếp cái chủ đề này con nít có đôi khi đơn giản có đôi khi cũng sẽ đặc biệt tinh ý. Thời gian trầm mặt ngắn ngủi này hiển nhiên bị đầu tương hiểu lầm, vẻ mặt nó không thể tưởng tượng được mà nói. Chú, chú không phải không đáp ứng chứ? Không phải chứ? Nó cảm thấy chuyện mua nhẫn là chuyện vô cùng đơn giản. Nếu không phải nó không có tiền, thím cũng không muốn nhận nhẫn của nó, thì nó đã sớm mua cho thím rồi. Chuyện đơn giản như vậy mà chú cũng làm không được sao? Trước khi đầu tương phát điên, mắt động nghi cuối cùng cũng phát ra âm thanh, con còn nhỏ, đậu tương tuy rằng phần lớn thời điểm đều rất ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng nó rốt cuộc vẫn là con nít con nít không nghĩ phức tạp như người lớn thấy yêu cầu nhỏ như vậy cũng bị bác bỏ nó khiếp sợ cực kỳ chú cũng không chịu mua nhẫn cho thím vậy sau này cũng sẽ không mua xe hơi điều khiển từ xa cho nó máy bay càng là không cần nghĩ đến thế giới quan của đậu tương đều bị điên đảo rồi theo như nó nghe được hiểu biết được chú là người lợi hại nhất trên đời này nhưng bây giờ là có chuyện gì vậy? Sập nhà rồi. Không chỉ đầu tương có ý kiến, chiếc nhẫn nam trên ngón áp út của Quý Minh Sùng cũng bắt đầu bất mãn nhỏ giọng lầm bầm. Chúng tôi không tốt sao? Chúng tôi không đẹp sao? Tại sao muốn đổi chúng tôi? Không chấp nhận. Chủ nhân, chúng tôi là tố tố liếc mắt một cái liền nhìn trúng, cùng những cái đồ đê tiện yêu diễm bên ngoài không giống nhau. Những cái đó đều là tốt mã dẻ cùi, không có nội hàm quả nhiên là vợ tôi nói đúng, đàn ông nhân loại đều là dễ thay đổi, đứng núi này trong núi nọ. Vẫn là tố tố tốt nhất, cô ấy khẳng định sẽ không vứt bỏ chúng tôi. Quý Minh Sùng cảm thấy rất đau đầu. Chương 27 Thư phòng nhà họ Nguyễn Ba Nguyễn nhìn con trai đưa cho ông bản sao xin từ chức gửi đến lãnh đạo cấp cao của công ty. Tức giận qua đi, ông lâm vào trong trầm tư. Hiểu con không ai bằng cha, ông biết con trai lần này là làm thật tính cách của con trai không tính là quá kiên cường nhưng một khi đã bướng bỉnh lên, thì cũng không kéo về được. Ông đã nghĩ kỹ rồi, con trai muốn xông pha, vậy thì để nó đi. Vỡ đầu chảy máu cũng tốt, xông pha ra thiên hạ một phen cũng được, đây cũng không phải việc mà một người làm cha như ông có thể ngăn cản. Nhưng mà gần đây công ty không yên bình. Lúc con trai vẫn còn ở đây, những nguyên lão, cổ đông kia còn có thể kiềm chế giả tâm. Bây giờ con trai vừa đi, e là có người liền muốn ngon ngoe rụt rịch. Phó giám đốc Trần đã ám chỉ muốn con trai ông ta làm giám đốc bộ phận. Công ty là như vậy, hay là nói Nguyễn Thị là như vậy, khi ông có người thừa kế rõ ràng, mọi người đều sống yên ổn. Bây giờ con trai ông bày tỏ muốn ra ngoài tự thân lập nghiệp, cũng khó trách những người này sẽ sinh ra tâm tư khác. Việc cấp bách là tìm người có thể thay thế vị trí của con trai, hoặc là dự bị thay thế vị trí này. Ba Nguyễn nghĩ đến hai người con gái của mình ông là người suy nghĩ bảo thủ cho rằng nhất định phải là con trai kế thừa gia nghiệp bây giờ con trai tạm thời không làm vậy chỉ có thể để con gái đến gánh vác thôi hai người con gái không thể nghi ngờ cảm tình giữa ông và nguyễn mạng khẳng định càng sâu sắc hơn một chút chung quy cũng chung sống hơn hai mươi mấy năm rồi con gái ruột nguyễn tố tính cách khá hướng nội cũng sẽ không nũng nịu với ông lúc cô được nhận về đã trưởng thành rồi bản thân cũng bảo trì khoảng cách với cha ruột vì vậy trong mấy năm qua ông và nguyễn tố càng không thể thân cận với nhau nhưng mà ba nguyễn chỉ là nhất thời suy nghĩ một chút liền quyết định vị trí kia vẫn là để lại cho con gái ruột cảm tình không thân huyết thống lại là thân trong miệng ba nguyễn đích xác là xem nguyễn mạng như là con gái nhưng mà cô con gái nuôi kia con gái nuôi cùng con gái ruột sao có thể giống nhau sủng ái là có thể sủng ái thói quen cũng có thể là thói quen nhưng tới thời khắc mấu chốt ông tự nhiên vẫn là hướng về con gái ruột của mình có một câu châm ngôn nói rất hay thịt phải như ở trong nồi thời khắc mấu chốt ông vẫn nhớ kỹ ai mới là huyết mạch nhà họ nguyễn ba nguyễn đã quyết định rồi hiện tại còn đang bối rối nên đặt nguyễn tố vào bộ phận nào thì sẽ thích hợp hơn trong lúc ba nguyễn đang lâm vào thế khó truyền đến một trận tiếng gõ cửa vào đi nguyễn mạng từ ngoài cửa bước vào trên mặt mang theo sáng lạng tươi cười cô ta rất quen thuộc với thư phòng, lúc nhỏ cô ta thường đến thư phòng của ba đọc sách. Bà đối với anh trai rất nghiêm khắc, đối với cô lại vừa vặn là sủng ái. Ưu sầu trên mặt ba Nguyễn vẫn chưa lui. Nguyễn Mạng biết ông là vì chuyện của anh trai mà phiền não, liền đi đến sau lưng ba Nguyễn, thò tay ra mát xa cho ông. Mẹ con đâu? Ba Nguyễn thích ý mà nhắm mắt lại hỏi. Mẹ ở trong phòng, con nói chuyện với mẹ một hồi, thấy mẹ ngủ rồi lúc này mới đến xem ba 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 phải chú ý sức khỏe a à? chuyện của anh chuyện của công ty đều không quan trọng bằng sức khỏe của ba nguyễn mạng rất mâu thuẫn một mặt trong lòng cô ta biết không nên quá thân cận với nhà họ nguyễn thậm chí cô còn biết rõ hơn ai hết trong cái nhà này ba là dáng vẻ gì mẹ là dáng vẻ gì bây giờ bọn họ tốt với cô ta chưa chắc là không có nhân tố lợi ích mà một mặt khác cô ta lại không cách nào dứt bỏ được thân tình đó là ba mẹ mà cô ta đã gọi hai mươi mấy năm sâu trong nội tâm cô ta khát vọng làm chú cứu thế của cái nhà này, khát vọng trở thành người quan trọng nhất. vẫn là con hiểu chuyện, anh trai nếu được một nửa như con, ba liền yên tâm rồi. ba nguyễn cảm khái nói, ba, ba đang phiền lòng chuyện của công ty sao? nguyễn mạng ngừng một chút, lại nói, hay là thế này, con vừa hay cũng không có việc gì, con vào công ty đi làm, như vậy cũng có thể giúp ba giải quyết khó khăn. nếu như nguyễn mạng là con gái ruột của ba nguyễn thì ba nguyễn đã sớm để cô ta vào công ty rồi nhưng mấu chốt là cô ta không phải chuyện này cũng giống người một nhà phân chia tài sản vậy ưu tiên suy xét vĩnh viễn là con cái của chính mình con gái nuôi con trai nuôi nếu như thật sự yêu thích có thể chia cho một chút xíu nhưng tuyệt đối không chia được đầu to bây giờ ba nguyễn có lựa chọn càng tốt hơn vì vậy có nguyễn tố ở đây nguyễn mạng mãi mãi là sự lựa chọn thứ hai ba nguyễn nghĩ cũng không cần nghĩ liền nói con gái nhà nhà đi làm cái gì đi làm rất vất vả mỗi ngày 9 giờ sáng phải quét thẻ nếu để ba nói a à, con gái ba nên sống thoải mái vui vẻ không cần vì cuộc sống bôn ba mới đúng không phải lúc nhỏ ba đã nói với con sao không cầu con đại phú đại quý chỉ cần con vui vẻ là được rồi một phen này nói ra tùy ý nhưng nơi nơi đều lộ ra ôn nhu nguyễn mạng trong lòng ấm áp cảm thấy cô ta có lẽ đã nghĩ nhiều quá rồi như cô ta bây giờ luyến tiếc nhà họ nguyễn Ba mẹ nuôi dưỡng cô ta hai mươi mấy năm, coi như cô ta không phải con gái ruột, nhưng có khác biệt gì sao? Lúc Nguyễn Tố chuẩn bị tan ca, chị gái Lễ Tân gọi cô lại. Trung tâm kiểm tra sức khỏe lúc này ngoài trừ nhân viên công tác cũng không có ai khác, vừa yên tĩnh vừa thoải mái. Nguyễn Tố thường ngày quan hệ với đồng nghiệp cũng không tồi, cô đi qua, thấy chị gái Lễ Tân đang ăn salad rau dưa, liền cười nói: "Lại giảm cân sao?" Chị gái Lễ Tân tên gọi là Mã Văn vào làm ở trung tâm kiểm tra sức khỏe cùng một lượt với nguyễn tố giao tình với cô không tồi vẻ mặt mã văn sống không còn gì luyến tiếc đúng vậy muốn giảm cân không đến hai tháng nữa là tết rồi đến lúc đó chị về nhà còn phải tụ tập với bạn học còn phải xem mắt bắt buộc phải ốm ma chị một chút cũng không béo a à, nguyễn tố nói em cảm thấy chị như vậy là được rồi thật đấy mã văn kéo tay nguyễn tố 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 em đúng là tiên nữ chị được an ủi rồi Nguyễn Tố nhấp môi cười, em nói thật lòng đó, chị cũng là tiên nữ. Đúng rồi, chị tìm em có việc gì vậy? Xem chị này, nói chuyện với em một hồi chị đều quên mất. Mã Văn cúi người xuống, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo đưa cho cô, chị mua trên mạng đấy, nhưng mà mua hơi nhỏ một chút, chị mặc không vừa. Liên tính đợi chị giảm cân thành công thì cũng là chuyện của mấy tháng sau rồi, mấy tháng sau đã là mùa xuân, quần áo này không thể mặc được nữa, để qua năm sau lại lỗi thời tặng cho em đó chị cảm thấy màu sắc này rất hợp với em em gầy hơn chị nhiều khẳng định mặc vừa nguyễn tố thấy bộ đồ này chất liệu rất tốt bèn nói sao chị không trả hàng lại bộ này chắc là rất đắt đi mã văn thở dài một hơi chị đánh giá cao bản thân quá rồi cho rằng nhất định sẽ gầy lại trước khi đến mùa đông nhưng mở trên người chị nó không đồng ý đã quá kỳ hạn trả hàng rồi nguyễn tố lại hỏi có thể bán lại trên các trang mua bán mà nhỉ đừng nhắc nữa Mã Văn khoanh tay trước ngực, "Chị mua 600 tệ còn chưa mặc qua, chị nói là 400 không tiếp nhận mặc cả." Kết quả có người đến tìm chị, hỏi chị 100 có bán không. Chị bán cái cộng lông. Vì không chịu nổi cơn phẫn nộ này, chị quyết định đem bộ quần áo này tặng cho em, quần áo đẹp nên mặc trên người tiên nữ. Nguyễn Tố bị cô chọc cho cười rồi, nhưng dưới sự thúc giục của Mã Văn, cô vẫn phải cởi bỏ quần áo của mình ra mà thay vào quần áo Mã Văn tặng mã văn vỗ tay trầm trồ khen ngợi chị đã nói là bộ đồ này rất hợp với em rồi mà em mặc còn đẹp hơn người mẫu của cửa hàng mắt nhìn của chị quả nhiên không tồi bỏ đi em đừng cởi nữa mặc luôn bộ này đi tồn lên khí sắc của em đẹp cực kỳ nguyễn tố soi soi gương quả nhiên bộ trang phục này rất đẹp mã văn em chuyển khoản cho chị nha vậy là em khách khí rồi chị sẽ giận đó nói cho em liền cho em Trước đây không phải em cũng cho chị một lọ phấn nền sao? Nguyễn Tố không lây chuyển được Mã Văn, nhưng sau khi cô ra khỏi trung tâm kiểm tra sức khỏe lại ngồi trên tàu điện ngầm, vẫn là lấy điện thoại ra. Nghĩ nghĩ, lên mạng đặt một chai nước hoa. Cô nhớ lúc trước Mã Văn từng nhắc đến. Từ trung tâm kiểm tra sức khỏe ngồi tàu điện ngầm rất nhanh liền đến bệnh viện. Mùa đông trời rất nhanh tối, mới hơn 5 giờ mà sắc trời đã tối sầm. Khi cô đến phòng bệnh trong phòng chỉ có Quý Minh Sùng đang nằm trên giường, mẹ Quý và Đậu Tương đã đi nhà ăn lấy cơm rồi. Mấy ngày nay tình hình của Quý Minh Sùng đã tốt lên rất nhiều. Sẽ thấy trên người anh có quá nhiều kỳ tích, chỉ ngắn ngủi có mấy ngày, mà anh từ chỗ chỉ có đôi mắt là có thể chuyển động được cho đến bây giờ cổ cũng có thể động đậy từng chút. Các bác sĩ không khỏi cảm thấy quá kỳ quái rồi. Quý Minh Sùng được xem như là là người hồi phục tốt nhất trong số những người thực vật. Nguyễn Tố giống như thường lệ, trước tiên đến phòng vệ sinh rửa tay rồi mới đến bên giường bệnh khi cô bước đến trước giường quý minh sùng liền phát hiện hôm nay cô có chút gì đó không giống bình thường nhưng ban đầu anh cũng không nhìn ra được cuối cùng là chỗ nào không giống mãi cho đến khi nhẫn nam trên tay anh phát ra âm thanh ngao 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 vợ ơi anh nhớ em chết mất ớ tố tố đây là mới mua quần áo mới sao bộ đồ này đẹp quá rất hợp với cô ấy lúc này quý minh sùng mới phản ứng lại được đúng rồi bộ đồ sáng nay cô mặc không phải là bộ đang mặc trên người. Chẳng trách lúc anh nhìn thấy cô, luôn cảm thấy cô có chút khang khác. Nhẫn nữ, đúng là rất đẹp, nhưng mà không phải mới mua, là người khác tặng đó. Nhẫn nam trong nháy mắt cảnh giác, nam hay nữ? Nhẫn nữ, nữ, là nữ. Tố tố mới không phải là người tùy tiện nhận quà của đàn ông. Đây là của chị gái lễ tân tặng cho tố tố. Nhẫn nam. Cũ sao? anh cứ tưởng là đồ mới trí nhớ của nhẫn nữ không tốt lắm đã không còn nhớ rõ nội dung đối thoại của nguyễn tố và mã văn nhẫn nam cảm khái tố tố có phải là có chút nghèo rất nhanh nó lại phấn chấn lên nghèo cũng có cái tốt của nghèo bằng không thì lúc đó cô ấy đã không mua chúng ta rồi chúng ta ở cửa hàng trang sức ngây ngốc lâu như vậy bây giờ học sinh trung học mua nhẫn cũng sẽ không mua nhẫn bạc mà muốn mua bạch kim nhẫn nữ sâu kín mà thở dài một hơi nghèo có chỗ nào tốt chứ, rõ ràng là vui vẻ trong sự đau khổ. Quý Minh Sùng lại nhìn về phía Nguyễn Tố, có chút khó hiểu tại sao cô lại nghèo chứ. Theo lý mà nói thì không thể nào nghèo được. Nhà họ Nguyễn coi như tình hình có kém thế nào thì cũng là gia đình giàu có. Anh biết cô cũng có tiền lương. Có điều anh trước đây từ trong đối thoại của Nhẫn Nam phát hiện ra, cô mua mắt động nghi, cùng với giá tiền mà cô báo cho mẹ anh là không đúng. Cô chỉ lấy lại từ mẹ anh một nửa số tiền, một nửa kia cô tự bỏ ra. Dựa vào một chuyện nhỏ như vậy cũng có thể phỏng đoán được, thường ngày cô nhất định cũng làm như vậy hoặc là dùng phương thức như vậy để trợ cấp cái nhà này. Vì vậy tiền lương của cô cũng có khả năng đã tiêu cho những việc này rồi, đến nỗi cô nghèo tới mức phải đi mặc quần áo cũ của người khác. Anh có phải có chỗ nào không khỏe không? Khi Quý Minh Sùng đang suy tư, Nguyễn Tố nhìn anh hỏi. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn cả người quý minh sùng nhìn thấy được sự lo lắng trong mắt nguyễn tố nguyễn tố lại cảm thấy ánh mắt quý minh sùng nhìn cô tựa hồ có chút vi diệu cô vẫn chưa có kỹ năng nhìn thấu được ánh mắt cô có mấy phần mờ mịt có mấy phần do dự có việc gì sao cô lại nhẹ giọng hỏi lần này âm thanh máy móc kia lại vang lên ai đây là một tiếng thở dài nhưng hiển nhiên là mắt động nghi không có tinh tế chuẩn xác mà truyền đạt lại cảm xúc của quý minh sùng ngược lại có chút khôi hài Quý Minh sùng nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, ngày sau đó mắc động nghi lại lần nữa truyền đạt lại lời anh muốn nói. "Không có gì." Chương 28. Quý Minh sùng nói không có việc gì, khả năng thật sự không có việc gì. Nguyễn Tố cũng không phải là loại người đập vỡ nồi đất hỏi cho đến cùng, lòng cô nghĩ, không có gì thì là không có gì đi. Nhưng không bao lâu sau, mẹ Quý lấy cơm trở về, đầu tương đi theo phía sau, vẻ mặt không có tinh thần giống như quả cà tím bị đánh tan bởi sương giá đây là làm sao vậy nguyễn tố nhìn mẹ quý dùng ánh mắt biểu đạt nghi hoặc của bản thân mẹ quý khe khẽ lắc đầu biểu thị bà cũng không biết bà Đức xác cũng không biết hỏi cháu trai mấy câu miệng cháu trai kín như bưng không chịu nói bà cũng hết cách chuẩn bị đem cái nhiệm vụ này giao cho nguyễn tố giải quyết hôm nay hồ hộ công xin nghỉ phép không có ai nấu cơm mẹ quý đành đến bệnh viện gọi mấy món ăn bình thường mẹ quý và nguyễn tố đều không quá thích nói chuyện trong khi đang ăn cơm nhưng đậu tương nói rất nhiều không khí luôn bị nó xào nóng lên hôm nay chuyên gia điểm nóng không nói lời nào trong phòng bệnh yên tĩnh đến nỗi nguyễn tố cũng thấy không quen không cần mẹ quý phải nhờ vả cô ăn cơm xong cô chủ động nhận nhiệm vụ rửa chén thuận tiện kéo đậu tương cùng đi đậu tương một tiếng cũng không rên đi theo sau nguyễn tố sau khi hai người đến nơi nguyễn tố cũng không vội vã mở vòi nước rửa chén Thừa dịch nơi này không có ai, cô lúc này mới nhỏ giọng hỏi, sao con lại không vui thế? Có phải đã có chuyện gì không? Nghe Nguyễn Tố hỏi như vậy, lại nghĩ tới chính mình đã từng lời thề song sắt đáp ứng chuyện của cô, đầu tương cảm giác thập phần bị thương. Nó nhịn để nước mắt không rơi ra, quay đầu đi, cuộc cường mà nói một tiếng, không có gì. Quý Minh Sùng nói không có gì, cô có thể không cần phải lo, ai bảo anh là người trưởng thành. Còn là một người thông minh hơn cô gấp nhiều lần là người lớn hơn cô những mấy tuổi. Đậu tương nói không có gì, vậy chính là có chuyện. Không thể xem nhẹ, không thể làm lơ. Nguyễn Tố áp dụng tiêu chuẩn kép đến triệt để, hơn nữa không hề có áp lực tâm lý, cô ngồi xổm xuống, kéo bàn tay béo mũm mỉm của đầu tương qua, vẻ mặt yêu sầu mà nói, xem ra đầu tương bây giờ không bằng lòng chia sẻ với thím chuyện vui rồi, cũng không bằng lòng chia sẻ chuyện không vui. Đầu tương quả nhiên đã trúng chiêu này của cô rốt cuộc nó nhìn lại nguyễn tố qua một tiếng khóc than lên chỉ có âm thanh không thấy nước mắt thằng bé xông vào trong lòng nguyễn tố ông lấy cổ cô qua 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 bắt đầu cáo trạng bà nội lừa con bà nói với con chú là người lợi hại nhất trên đời chú mới không phải lời lên án này có chút nghiêm trọng nguyễn tố vội vàng vỗ vỗ lưng nó muốn làm nó bình tĩnh lại lại nói thím cảm thấy bà nội con không có lừa con con xem trước đây thím không quen biết chú con nhưng thím biết chú con rất lợi hại có thể làm cho một người là biết đến chú con nhất định là rất lợi hại rồi đậu tương khó chịu một mặt cảm thấy việc mình đã đáp ứng với nguyễn tố chú không thể làm được một mặt còn lại là thần tượng sụp đổ nói ngắn gọn chính là sập nhà nó không thể tin được chú không lợi hại chút nào giống như phan không dám tin thần tượng lén sau lưng mình tìm bạn gái vậy quá khó để tiếp thu rồi. Thằng bé bỏ Nguyễn Tố ra, vẻ mặt tôi rất đau lòng tôi rất khổ sở hỏi cô, thật sao? Thật mà, thím bảo đảm với con, chú con là người vô cùng lợi hại. Nếu thím lừa con, lại để thím mập thêm 10 cân, có được không? Được. Đậu tương lại bổ sung thêm một câu, không để thím béo lên 10 cân, để cho chú béo lên 20 cân, 30 cân, biến thành thùng phi. Nguyễn Tố phi cười, được. Tiếp tục nói chính sự tại sao con lại nói là bà nội lừa con xảy ra chuyện gì sao lúc này đầu tương mới thập phần tức giận nói còn không phải vì chiếc nhẫn sao trước đây không phải con đã đáp ứng thím đợi chú tỉnh lại chú sẽ tặng cho thím chiếc nhẫn to nhất đẹp nhất sao kết quả hôm nay con nhắc lại với chú chuyện này hình như chú không muốn tặng thím vậy mà còn nói con còn nhỏ không phải chỉ là chiếc nhẫn thôi sao tại sao không thể tặng nói rồi lại nói nó lại lôi sợi dây chuyền từ trong áo ra, nói với Nguyễn Tố, thím, thím yên tâm, chú không mua cho thím thì con mua cho thím. Sau này con tặng thím chiếc nhẫn lớn nhất đẹp nhất. Nguyễn Tố có chút xấu hổ. Trước đây khi đầu tương nói như vậy, cô không sửa lời nó, bởi vì cảm thấy không cần thiết. Lúc đó cô cũng không nghĩ Quý Minh Sùng sẽ tỉnh lại nhanh như vậy. Bây giờ nghĩ đến đầu tương vì cô mà đòi Quý Minh Sùng tặng nhẫn, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kia, cô liền xấu hổ giống như trên mạng nói vậy, ngón chân moi ra hai phòng ba sảnh. Ý chỉ khi xấu hổ ngón chân sẽ tự động công quặp lại hướng xuống đất giống như đang moi đất vậy. Xấu hổ đến độ moi ra được hai phòng ba sảnh là ý chỉ vô cùng xấu hổ. Nhưng mà xấu hổ thì xấu hổ, cô vẫn phải uống nắng lại quan niệm của trẻ nhỏ. Thịnh viễn từ bên ngoài cầm ly nước đi qua rửa cạn nước, nghe đầu tương nói như vậy, lại không nghe Nguyễn Tố trả lời lúc anh chuẩn bị chủ động bước ra giải quyết vấn đề này lại nghe Nguyễn Tố nói. Đầu tương, trước đây là thím không đúng, xem con là con nít, cho rằng con nói xong không bao lâu sẽ quên. Không ngờ con vẫn luôn nhớ, xin lỗi a, à, Nguyễn Tố nhìn đầu tương mặt núng nín thịt, thành khẩn mà xin lỗi, nhưng mà, sau này nhẫn của con chỉ có thể tặng cho người mà con thích. Cũng giống như nhẫn của chú con cũng chỉ có thể tặng cho người mà chú thích vậy. Đầu tương gấp rồi, con thích thím A, à, con siêu thích thím không phải thích kiểu này nguyễn tố ngẫm nghĩ ừm có lẽ là kiểu thích của con đối với tiểu mẫn nhưng mà bây giờ con tốt nhất không nên tặng tiểu mẫn quá sớm nếu như sau này con lớn lên rồi vẫn còn thích cô bé lúc đó tặng cũng không muộn đậu tương lẩm bẩm không phải đều là thích giống nhau sao còn có người mà chú thích lẽ nào không phải là thím sao nguyễn tố hơi quẩn bách không phải thím đâu trước đây chú con không quen biết thím chúng ta không chung sống với nhau mấy ngày. Dù sao con chỉ cần biết, nhẫn không thể tùy tiện tặng cho người khác là được rồi. Chú con trả lời con như vậy, chứng tỏ chú là một người thận trọng trong tình cảm, chú cũng muốn đem nhẫn tặng cho người mà chú thích. Đậu tương cũng đau đầu rồi, người lớn mọi người thật là nhiều chuyện. Nguyễn Tố cười, từ nhiều chuyện này con học ai vậy? Đậu tương, trên TVA, nó lại hỏi, vậy thím có người mình thích không? Nguyễn Tố nghĩ nghĩ, không có đậu tương trợn tròn đôi mắt nhẫn trên tay chú là thím tặng a thím có thể đem nhẫn tặng cho người thím không thích sao cuối cùng nguyễn tố thành công đem chính mình đi một vòng tròn cái này cái này đó là bởi vì đúng thím không nên tặng nhẫn cho chú con con sau này không được học theo thím được không xém chút nữa cô phải tự gọi mình là cha nữ quá khổ rồi thịnh viễn đứng ở bên ngoài trên mặt hiện ra ý cười anh cầm cái ly, có lẽ mỗi lần nhìn thấy Nguyễn Tố, cô đều cúi đầu, rất ít nói. Bây giờ nghe cô đối thoại với đầu tương, anh phát hiện cô là người khá thú vị. Khi Nguyễn Tố đưa đầu tương trở lại phòng bệnh, đầu tương lại khôi phục trở về dáng vẻ hoạt bát thường ngày. Đơn phương tuyên bố hòa hảo với Quý Minh Sùng, lại ghé vào bên giường ríu rít nói chuyện với anh. Vẻ mặt mẹ Quý bất đắc dĩ, lúc dọn dẹp đồ đạc, bà nhìn Nguyễn Tố nhỏ giọng hỏi, đầu tương trước đó làm sao vậy, giống như pháo đốt, giận đùng đùng. Nguyễn Tố thần bí nói, một chút chuyện nhỏ, không tiện nói cho mẹ, nhưng mà đã giải quyết xong rồi. Mẹ quý cười, đầu tương khá là thích con, bí mật cũng chỉ nói cho con nghe. Lời nói này hoàn toàn không có ý ghen, mẹ quý ngược lại rất thích chuyển biến như vậy. Bà lớn tuổi rồi, dạy dỗ đầu tương đã tiêu phí rất nhiều tâm tư. Người bầu bạn cái nhân vật này bà cũng không cách nào đảm nhận được nữa. Mẹ quý nói với Thịnh Vi, Nguyễn Tố là người cố chấp, giọng điệu giống như bất đắc dĩ, thậm chí có chút hận sắc không thành thép. Nhưng đó là lúc nói với người khác, còn trong thâm tâm bà, bà tán đồng phẩm chất của Nguyễn Tố. Trên thế gian này người thông minh đã rất nhiều rồi, người có lương tâm thành thật ngược lại càng ngày càng ít, phẩm chất như vậy không nên bị phủ định. Vì vậy bà bằng lòng để đầu tương tiếp xúc nhiều với Nguyễn Tố, bà tin tưởng, gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Mẹ quý và đầu tương ở lại thêm, một lúc liền rời bệnh viện về nhà trong phòng bệnh chỉ còn lại Nguyễn Tố và Quý Minh Sùng. Sau khi Nguyễn Tố rửa mặt cho Quý Minh Sùng, phát hiện móng tay anh lại dài ra rồi, liền lấy bấm móng tay từ trong túi sách ra chuẩn bị cắt cho anh. để phòng anh nhàm chán, cô đặc biệt tải xuống radio của kênh tài chính. Buổi tối như vậy, đối với Quý Minh Sùng mà nói không nghi ngờ là thích ý, thoải mái. Động tác của Nguyễn Tố rất nhẹ nhàng, cô lót khăn giấy ở trên giường, đôi mắt cô chuyên chú nhìn móng tay của anh gã đến nhà họ quý đã gần nửa năm rồi, cô đã cắt móng tay cho anh không biết bao nhiêu lần, loại việc này đã sớm thuần thục. Trong radio, người chủ trì đang giới thiệu tình hình thị trường chứng khoán gần đây. Giờ phút này đem đến cho anh cảm giác giống như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng phất qua trong lòng anh. Anh nhớ anh đã từng xuyên nhanh qua một thế giới, tự hồ cũng đã thấy qua quan cảnh khiến anh thích ý, anh chèo nhẹ thuyền, lướt qua trên sóng nước lóng lánh dưới ánh nắng, hoa thơm chim hót, không khí tươi mát. Lúc đó, chỉ có thân thể là thích ý, tinh thần vẫn luôn căng chặt. Thì ra đây mới chính là thoải mái thật sự. Nghĩ đến Nguyễn Tố tính tình gần như là mềm mại, nghĩ đến cuộc kinh tế quẩn bách, Quý Minh sùng rốt cuộc chủ động phá vỡ sự yên lặng trong phòng bệnh. Chào em. Anh không biết nên làm sao để chào hỏi với cô, chỉ có thể kêu lên một tiếng chào em. Mắt động nghi không cách nào có thể biểu đạt được ý tứ thật sự của anh, anh càng ngày càng cảm thấy, anh phải nhanh chóng hồi phục lại giọng nói. Nguyễn Tố nghe vậy nhìn về phía anh, chào anh. Có việc gì sao? Nếu như có người ở đây, e là sẽ cho rằng hai người bọn họ là lần đầu gặp mặt. Bước tiếp theo có thể là giới thiệu bản thân. Quý Minh Sùng không nói nữa, bởi vì cái mắt động nghi này, bây giờ vẫn không thể biểu đạt ý muốn kiếm tiền của anh. Anh chỉ đành dùng ánh mắt ra hiệu tờ báo tài chính ở trên bàn. Nguyễn Tố cuối cùng cũng hiểu ý của anh, hỏi, anh cảm thấy radio quá ồn rồi, để em đọc sao? Quý Minh sùng lắc đầu. Nguyễn Tố lại hỏi, vậy anh muốn nghe em đọc báo sao? Tiếp tục lắc đầu. Cứ như vậy mấy lần, Nguyễn Tố có một loại cảm giác, lòng dạ đàn ông cũng như kim đáy biển. Đến khi cô hết đường xoay sở, Quý Minh Sùng cũng âm thầm sốt ruột, tự hồ là trong nháy mắt đột nhiên nhanh trí, cô hỏi dò, anh muốn mua cổ phiếu. Cô vừa rồi thử đem chính mình đặt vào vị trí của Quý Minh Sùng, nghĩ anh có hứng thú với báo kinh tế tài chính như thế, Hiện tại trong mắt lại ánh lên vẻ nôn nóng. Rất có thể là có liên quan đến nội dung báo kinh tế tài chính. Nghĩ tới nghĩ lui, cô liền nghĩ đến việc mua cổ phiếu. Thật ra cũng là mã văn cho cô linh cảm. Mã văn cũng cùng bạn bè mua cổ phiếu, có đôi khi rất giá lên giá cũng sẽ ở trong vòng bạn bè ngao ngao kêu. Quý Minh sùng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu. Anh xuyên nhanh nhiều thế giới như vậy, hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải không có khen thưởng ngoài trừ luyện được một thân kỹ năng ra ngoài trừ tỉnh lại trước mấy năm còn có cơ thể anh sẽ hồi phục trở lại trạng thái của người bình thường trong tài khoản ảo của anh còn có một khoản tiền lớn đây là thù lao mà anh đã xông ra từ trong núi đau biển lửa mà có nhưng ở thế giới hiện thực đột nhiên tuôn ra một dòng tiền mặt không rõ lai lịch chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của các bộ phận và người có liên quan thậm chí có thể gây ra những sóng gió nhất định vì vậy anh muốn rút tiền từ tài khoản ảo bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc của thế giới hiện thực. Anh có thể xào cổ phiếu, có thể mua vé số, thông qua các thủ đoạn chính quy để kiếm tiền. Đương nhiên, bây giờ chỉ sợ anh tùy tiện đưa ra một dãy số, anh cũng có thể trúng giải độc đắc. Đây chính là thủ đoạn để rút tiền từ tài khoản ảo. Có điều anh tạm thời vẫn không thể kiếm được quá nhiều, dù sao thì tình hình của anh vẫn bày ra đây, có phục hồi tốt thì qua Tết cũng phải ngồi xe lăn. Trong nhà đột nhiên có thêm một khoản tiền không nhỏ nhất định sẽ thu hút người có có dụng tâm thầm kín. Chỉ dựa vào người già yếu ở trong nhà thì không trụ lại được, trước khi tình hình của anh tốt hơn, chỉ có thể điều thấp hành sự vậy. Vốn dĩ anh đối với chuyện kiếm tiền cũng không nóng vội. Bằng sự hiểu biết của anh về mẹ mình, anh biết tình hình kinh tế trong nhà nhất định không kém như vậy. Nhưng nhìn thấy Nguyễn Tố còn phải nhặt quần áo mà người khác không cần để mặc, cuộc sống còn có chút quẩn bách, anh cũng không nhìn nổi nữa. Dứt khoát liền để cô kiếm ít tiền, như vậy cô cũng có thể sống thoải mái hơn, tốt hơn. Quý Minh Sùng thấy Nguyễn Tố cao mày, lại mượn mắt động nghi hỏi cô, có thể. Cô lúc này cũng không chút do dự liền đồng ý. Quý Minh Sùng đạt được kết quả mong muốn, ngược lại có chút không xác định, anh nói muốn xào cổ phiếu, cô liền đồng ý. Em tin anh. Anh hỏi như vậy. Anh cũng biết bản thân như vậy là đang làm khó cô. Chung Quy anh hôn mê cũng đã 5 năm, nói mua cổ phiếu liền mua cổ phiếu, cô hoàn toàn có thể từ chối mà nguyễn tố ngược lại cảm thấy vấn đề này anh hỏi có chút không thể hiểu được đương nhiên nguyễn tố nhìn vào mắt anh nói tin tưởng trên tạp chí nói anh là thiên tài a à. cô đã xem qua giới thiệu về anh trên tạp chí anh thật sự vô cùng lợi hại vì vậy đối với anh cô căn bản không có hoài nghi quý minh sùng sửng sốt đợi anh lấy lại tinh thần rồi nghĩ đến lời của cô qua một lúc lâu trong mắt anh cũng có ý cười nhẹ nhàng Thiên tài sao? Anh cho rằng hôn mê 5 năm, anh cũng không nghe lại được loại đánh giá này. Chương 29. Trong bất tri bất giác, Nguyễn Tố không ngờ đến, Quý Minh Sùng đã xem cô như bánh bao nhu nhược không tiền dễ bị bắt nạt. Cô có tiền tiết kiệm. Trong thành phố đi đâu cũng thấy thổ hào, số tiền tiết kiệm đó của cô đích xác là không thấm vào đâu, nhưng cũng đủ cho cuộc sống của cô trôi qua có tư có vị. Sau khi cô được nhận về nhà, ba Nguyễn mẹ Nguyễn cũng có bù đắp cho cô về phương diện tình cảm không cách gì thân cận chỉ có thể trên phương diện vật chất mà bù đắp cho cô vốn dĩ phí sinh hoạt thời đại học của cô cũng đều do cô tự kiếm lấy về sau ba nguyễn mẹ nguyễn cho cô phí sinh hoạt khiến người phải chật lưỡi mỗi tháng có mấy vạn cô tiết kiệm quen rồi không thể sống phung phí vì thế đều để dành tiết kiệm đợi đến lúc cô tốt nghiệp cô đã tiết kiệm được số tiền mấy chục vạn sau khi đi làm ba nguyễn mẹ nguyễn vẫn cho cô tiền tiêu vặt cô từ chối không được nghe lời bạn bè cũng lười từ chối họ cô không chuyển vào nhà họ nguyễn sống như bọn họ nghĩ mà tự mình thuê một căn phòng đơn ở bên ngoài ít nhất ngày tháng trôi qua cũng yên tĩnh sau này mỗi tháng nhận lương cô sẽ dành lại một nửa phần còn lại để chi tiêu cứ như vậy tiền tiết kiệm của cô cũng dần dần tăng lên khoảng thời gian trước anh trai nguyễn thụ dương cũng cho cô một khoản tiền bây giờ tiền tiết kiệm của cô đã sắp hơn trăm vạn rồi. Một trăm vạn đối với người khác mà nói, tự hồ cũng không tính là quá nhiều, nhưng cô đã rất thỏa mãn rồi. Đương nhiên trong mắt người khác, đại tiểu thư nhà họ Nguyễn như cô mà trong tay chỉ có mấy chục vạn tiền tiết kiệm, hẳn là rất đáng thương. Quý Minh Sùng muốn mua cổ phiếu, trong tay cô có tiền. Trong khoảng thời gian này hai người cũng đã bồi dưỡng một chút ăn ý ít nhất dựa vào mắt động Nghi, cùng với phương thức anh đoán tôi đoán như vậy, trên cơ bản đã có thể tiến hành giao tiếp sâu hơn một chút vậy anh muốn mua những cổ phiếu nào xem xem quý minh sùng trả lời như vậy nguyễn tố ngẫm nghĩ đăng nhập vào phần mềm cổ phiếu trên di động cô cũng không hiểu nhiều về cổ phiếu đối với cổ phiếu cô chỉ là một tay mơ vậy bắt đầu từ bây giờ em đọc một loại cổ phiếu nếu anh cảm thấy được muốn mua liền gật gật đầu có được không Quý Minh Sùng có loại cảm giác rất quái dị. Anh cảm thấy giọng điệu khi Nguyễn Tố nói với anh có được không, rất giống như đang nói chuyện với đầu tương. Anh giống như đứa trẻ không hiểu chuyện đưa ra yêu cầu vô lý mà cô lại giống một người lớn dễ tính. Có được không? Quý Minh Sùng bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Cô còn nói để cô làm hộ công cho anh, anh ngược lại nghĩ, so với hộ công, cô càng giống cô giáo ở nhà trẻ hơn. Trong phòng bệnh ấm áp, Nguyễn Tố đọc tên một vài loại cổ phiếu cuối cùng quý minh sùng gật đầu chỉ có ba loại nguyễn tố ghi nhớ tên của ba loại cổ phiếu lại hỏi anh muốn mua bao nhiêu nào suy nghĩ của anh tất nhiên là đều mua hết dù sao ba loại này đều là kiếm tiền ổn định không sợ mất tiền nhưng chuyện mà anh biết nguyễn tố cũng không nhất định rõ ràng hơn nữa trong tay cô chắc chắn cũng không có bao nhiêu tiền nếu như đều đầu tư hết vào cuộc sống của cô chỉ sợ càng nghèo khó hơn xem em Quý Minh Sùng quyết định vẫn là giao quyền lựa chọn vào tay Nguyễn Tố. Dù sao kiếm được cũng cho cô. Nguyễn Tố gật gật đầu vậy được, em không có bao nhiêu tiền, không mua được nhiều, trước mua một ít xem sao. Cô dự định mua 20 vạn cổ phiếu. 20 vạn này đối với Quý Minh Sùng mà nói, chắc chắn không tính là gì. Dù sao hạng mục qua tay anh trước đây, anh xào cổ phiếu ít nhất cũng phải đến nghìn vạn đi. 20 vạn so sánh với nghìn vạn, quả là quá ít rồi được trong lòng quý minh sùng nghĩ dù cho cô không mua được nhiều lấy năng lực của anh cô ít nhất cũng có thể kiếm được gấp đôi chắc là cũng đủ cho cô mua sắm đồ đạc rồi theo như quý minh sùng thấy nguyễn tố nói không mua được nhiều chắc là mua một hai vạn tiền vốn có lẽ còn chưa đến một vạn với mức độ này mà nói nguyễn tố đã là quá tín nhiệm quý minh sùng rồi nếu như đổi lại là người khác có lẽ căn bản không nghe theo lời quý minh sùng Liền tính nghe theo anh mua cổ phiếu, cũng tuyệt đối không mua quá nhiều. Có lẽ trong tiềm thức, Nguyễn Tố chưa từng nghĩ qua Quý Minh Sùng sẽ thua. Cô từ trước không hề tiếp xúc qua với anh, nhưng những việc trên tạp chí kia nói đến, cùng với trong miệng mẹ Quý, đầu tư thậm chí là ba Nguyễn mẹ Nguyễn đã sớm phát họa ra trong đầu cô một hình tượng thiên tài. Đến nỗi bất kể anh nói gì, cô cơ hồ đều chưa từng hoài nghi. Ngày hôm sau, cô mua ba loại cổ phiếu, đầu tư vào 20 vạn phí tổng. Chuyện này cô cũng không nói với ai. Chuyện hôm đó Nguyễn Tố đến văn phòng Lâm Hướng Đông náo loạn một trận, dưới sự cố tình giấu giếm của Lâm Hướng Đông, không có được mấy người biết, bao gồm cả Nguyễn Mạn. Sở dĩ Lâm Hướng Đông có thể ngồi đến vị trí hiện nay, điều này chứng tỏ anh ta tuyệt đối không phải là một người ngu xuẩn. Vốn dĩ với thủ đoạn của anh ta, anh ta hoàn toàn có thể nghe lén điện thoại của Chương Kiến. Như vậy chuyện gì đều vừa xem liền hiểu ngay rốt cuộc chương kiến tự phát làm những chuyện ngu xuẩn này hay là có người xúi giục sau lưng anh ta đều có thể biết được nhưng thật sự đến bước này lầm hướng đông lại không muốn làm nữa trong lòng anh ta mơ hồ suy đoán nhưng anh ta lại không nguyện ý tin tưởng vào cái suy đoán này bởi vì điều này biểu thị anh ta thích sai người rồi anh ta dễ dàng bị một người phụ nữ che mắt anh ta không bằng lòng tiếp nhận sự rằng anh ta thất bại trên phương diện tình cảm càng không bằng lòng tin tưởng mắt nhìn của mình có vấn đề đương nhiên sâu thẳm trong nội tâm anh ta cũng không muốn buông xuống một đoạn tình cảm như vậy anh ta và nguyễn mạng đã ở bên nhau mấy năm rồi tình cảm cũng không tầm thường vào thời điểm anh ta nghèo túng nhất chỉ có cô ta ở bên cạnh anh tình cảm như vậy làm sao anh ta có thể dứt bỏ thế là sau vài ngày yên lặng chiều hôm nay anh ta dời lại công việc để chương kiến lái xe đưa anh đến một bệnh viện đây là bệnh viện mẹ quý ở lại khi bị gãy chân trước đây Chương Kiến không rõ lý do, nhưng thân là một tài xế, hắn không biểu đạt ra ngoài miệng sự nghi hoặc của bản thân. Đợi xe vào đến bãi đổ xe, Lâm Hướng Đông một bên xuống xe, một bên trầm giọng nói: "Cậu đi cùng với tôi." "Vâng." Chương Kiến theo sau Lâm Hướng Đông đi vào bệnh viện. Bệnh viện này ngay từ đầu Lâm Hướng Đông đã thu xếp ổn thỏa rồi. Đến trước bàn trực y tá, anh ta liền lấy bệnh án của mẹ Quý lúc đó. Lâm Hướng Đông còn hỏi y tá phụ trách mẹ Quý khi đó chân bá mẫu tôi hồi phục ra sao rồi có để lại di chứng gì không người già lớn tuổi rồi không cẩn thận ngã từ trên cầu thang xuống vì để chúng tôi không phải lo lắng chỉ báo chuyện tốt không báo chuyện xấu chương kiến ở bên cạnh trong lòng kinh ngạc giật mình một cái đây là chuyện gì lâm tổng làm sao lại đến bệnh viện hắn làm sao lại có loại dự cảm không tốt y tá cũng không hoài nghi dù sao cũng đã chào hỏi trước rồi trước mắt không có di chứng bà chỉ cần nghỉ dưỡng cho tốt thì không có vấn đề gì nữa lâm hướng đông khép lại bệnh nhán để cho chương kiến thấy được tên người trên bệnh nhán bây giờ còn cái gì không rõ ràng không chương kiến lập tức ra một thân mồ hôi lạnh hắn không ngờ lâm hướng đông sẽ hỏi về chuyện của mẹ quý như vậy nghĩ lại những chuyện mà hắn đã làm có phải lâm hướng đông đều biết rồi bằng không sao lại đặc biệt đưa hắn đến bệnh viện này chuyện chị gái giao cho hắn làm tự nhiên là làm vỡ sau lưng mọi người bởi vì chuyện này không thể ra ngoài ánh sáng bất luận ai biết được đều sẽ mắng bọn họ điểm này trong lòng hắn biết rõ ràng bởi vậy trong quá trình hắn xử lý cũng rất cẩn thận không ngờ có cẩn thận mấy cũng bị lâm hướng đông phát hiện nghĩ đến thủ đoạn thường ngày của lâm hướng đông hắn không khỏi mềm nhũng cả chân lâm hướng đông thở dài một hơi không có vấn đề gì thì tốt anh ta thật sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi nếu như mẹ quý để lại bệnh tật gì vậy liền phiền toái rồi sau khi rời khỏi bệnh viện lâm hướng đông cũng có phản ứng gì với chương kiến chỉ là sau khi xuống xe liếc mắt nhìn hắn ý tứ cảnh cáo nồng đậm sở dĩ bây giờ anh ta đem việc này tiết lộ cho chương kiến chủ yếu vẫn là muốn xem sẽ có chuyện gì kế tiếp đừng thấy lâm hướng đông là con ngoài giá thú nhưng anh ta cũng nhận được sự giáo dục cao cấp hơn nữa chịu ảnh hưởng của chủ tịch lâm trong lòng anh ta rất xem thường người dùng loại thủ đoạn này. Hoặc là đừng có dở thủ đoạn, hoặc là dở thủ đoạn đừng để cho người khác nhìn ra. Đó cũng là một loại bản lĩnh. Nhưng bây giờ, làm việc ngu xuẩn không lên được mặt bàn, còn bị người khác bắt được nhược điểm, quả là ngu ngốc bẩm sinh. Nhưng mà Nguyễn Tố nói cũng đúng, nhằm vào ai không được, lại nhằm vào một người già 60 tuổi, phẩm tính cũng quá xuống cấp rồi. Sau khi nhìn thấy Lâm Hướng Đông vào thang máy công ty, Trương Kiến nghĩ cũng không cần nghĩ, liền lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Mạng. Trương Kiến nói năng lộn xộn, Chị, làm sao đây, em cảm thấy lâm tổng anh ấy biết rồi. Hôm nay anh ấy đưa em đến bệnh viện chính là cảnh cáo em. Chị, hay là thẳng thắn cầu khoan hồng đi. Em sẽ nói chuyện này là một mình em làm, là em nhìn không quen Nguyễn Tố đó bắt nạt chị, muốn trút giận cho chị. Không có người thời thời khắc 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 đều ngu xuẩn. Trương Kiến biết nếu như hắn không ôm việc này, hắn sẽ bị chị gái ghét bỏ. Chị gái một khi thất thế, hắn cũng không chiếm được cái gì tốt. Không bằng dứt khoát cổng nồi, như vậy chị gái sẽ nhớ đến điểm tốt của hắn, cũng không quên hắn. Nguyễn Mạng nghe vậy tay chân lạnh lão, rõ ràng trong phòng có mấy sự ấm, nhưng cô ta giống như đang ở trong hầm băng. Sau khi sống lại, sở dĩ cô ta có thể dở võ dương oai trước mặt Nguyễn Tố, sở dĩ sống tùy ý như vậy, còn không phải là vì sau lưng cô ta có lâm hướng đông sao trong lòng cô ta rõ ràng đời này của cô ta cũng không bao giờ tìm được đối tượng tốt hơn lâm hướng đông nếu như lâm hướng đông không cần cô ta nữa đời này của cô ta cùng với đời trước có cái gì khác biệt để chị suy nghĩ cô ta miễn cưỡng làm chính mình trấn định lại sau khi gác máy cô ta mở cửa ban công đứng trong gió lạnh muốn làm cho đại não thanh tĩnh như vậy thật sự có hiệu quả cô ta thừa nhận mới đầu cô ta đích xác muốn để cho chương kiến cổng nồi ôm hết tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ cô ta không nghĩ như vậy nữa. Hướng đông đối với chương kiến không có tình cũ gì, nếu như anh ta nhận định là chương kiến làm, anh ta đã sớm động thủ rồi. Sở dĩ cảnh cáo một phen như vậy, có lẽ nào? Là anh ta đang hoài nghi cô. Cô ta rõ ràng hơn ai hết, lầm hướng đông thích loại con gái lương thiện, ngây thơ lại dịu dàng. Nếu như anh hoài nghi cô ta, vậy cô ta còn có thể gả cho anh làm bà Lâm sao? việc cấp bách vẫn là làm mất đi sự hoài nghi của anh ta. Để cho anh biết, cô vẫn là Nguyễn Mạng Lương Thiện. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bắt buộc phải chủ động nói tất cả là do cô ta làm, cô ta chỉ thị. Cô ta phải làm ra một bộ tất cả đều không có liên quan gì đến chương kiến. Như vậy Lâm Hướng Đông mới có thể cho rằng cô ta là vì bảo vệ chương kiến, bất đắc dĩ mới phải cổng nồi. Buổi tối, sau khi Lâm Hướng Đông xã giao xong trở về nhà, thấy nguyễn mạng đang ngồi trong phòng khách âm thầm rơi lệ trong lòng anh ta nghi hoặc nhưng vẫn đi đến gần quan tâm mà hỏi sao vậy nguyễn mạng nhìn anh ta một cái lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt bả vai khẽ động còn mang theo nức nở nói hướng đông làm sao đây em làm chuyện xấu rồi em rõ ràng chỉ muốn dạy dỗ nguyễn tố một chút nào biết đâu sẽ xảy ra chuyện lâm hướng đông có uống chút rượu nghe lời này ánh mắt khôi phục lại tỉnh táo anh ngồi bên cạnh cô ta giả vờ dáng vẻ không biết gì mà nhẹ giọng hỏi làm sao vậy em làm chuyện gì bữa tiệc lại nhà trước đây quý bá mẫu đối với em rất không khách khí tố tố cũng vậy em ấy còn nói với em những lời rất khó nghe trong lòng em càng nghĩ càng tức bèn để em trai em đi phá hỏng bóng đèn trong hành lang tiểu khu bọn họ sống em không ngờ lại làm quý bá mẫu bị thương bà ấy lớn tuổi rồi sao em có thể hại bà ấy nhà họ quý còn có ơn với nhà họ nguyễn a trong lòng em rất khó chịu cũng không biết nói với ai bình thường công việc của anh bận tuy là anh nói nguyễn tố bắt nạt em em nhất định phải nói lại với anh nhưng em nào có thể không biết xấu hổ mà nói em thật sự hồ đồ rồi lại để em trai em đi phá hỏng đèn trong hành lang khoảng thời gian này em vẫn luôn nằm mơ thấy ác mộng đây là lần đầu em làm chuyện xấu nguyễn mạng nhớ tới thảm trạng kiếp trước ban đầu chỉ là giả vờ khóc lúc này nghĩ đến một hồi lại thành khóc thật cô ta khóc rất thương tâm khóc đến tuyệt vọng hướng đông em nhất định sẽ bị trừng phạt là em tạo nghiệp đều là lỗi của em thật ra lâm hướng đông cũng không hoàn toàn nhận định tất cả những chuyện này là do nguyễn mạng sai xử rốt cuộc trước hai loại khả năng chiếm tỷ lệ như nhau nhưng nguyễn mạng chủ động ôm tất cả mọi chuyện về phần mình cán cân trong lòng anh ta cũng nghiêng đi một chút bây giờ anh ta cũng có khuynh hướng nghĩ mọi việc là do chương kiến làm nguyễn mạng sợ anh ta trừng phạt chương kiến vì vậy mới ôm hết mọi chuyện nếu như thật sự là cô ta làm, nếu như cô ta là loại người trong ngoài bất nhất, cô ta hoàn toàn có thể để chương kiến đi cổng nồi, không phải sao? Trong lòng nghĩ như vậy, lầm hướng đông lại phá lệ không an ủi Nguyễn Mạng. Đợi cho Nguyễn Mạng ngừng tiếng khóc, lúc này anh ta mới nói, Mạng Mạng, anh tin tưởng em không phải là người có tâm tư độc ác. Lời này giống như thuốc an thần, tâm Nguyễn Mạng đang hoảng loạn cũng trấn định lại. Không đợi cô tiếp tục khóc lóc cái gì, chỉ nghe Lâm Hướng Đông lại nói, anh vẫn là câu nói kia. Nếu như Nguyễn Tố bắt nạt em, em có thể nói với anh trong lòng tức giận, có thể nói rõ ràng, không cần làm những chuyện kia. Mạng mạn mẹ anh và Lâm Thái Thái đời này tổng cộng gặp nhau hai lần. Hai lần này, hai người đối với nhau vô cùng khách khí. Lâm Thái Thái hận anh, cũng hận mẹ anh, người anh trai và chị gái kia cũng hận anh. Nhưng bọn anh chưa bao giờ nghĩ sẽ làm những chuyện hại người. Em biết tại sao không? Nguyễn Mạng ngơ ngẩn nhìn anh ta, tại sao? Bởi vì bọn anh đều biết rõ, đây là giới hạn của ba anh. Em biết tại sao sau khi nhà họ quý sa súc, hào môn thế gia đứng đắn đều không dẫm lên một chân không? Quý bá phụ bao gồm cả quý minh sùng trước đây ở trên thương trường cũng không phải không đắc tội với người khác. Đó là bởi vì... Lâm hướng đông nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vào mặt, hào môn thế gia đều cần mặt mũi, không làm được chuyện đó mất mặt so với mất tiền tài vẫn quan trọng hơn. Ba anh và quý bá phụ năm xưa cũng không phải không có giao tình. Nếu như ông biết em, hoặc dứt khoát nói là chương kiến, đi làm hại vợ của quý bá phụ, em biết hậu quả là gì không? Chuyện này nếu truyền ra ngoài, em có nghĩ đến hậu quả không? Đến hậu quả cũng không nghĩ đến, lại tùy tiện đi làm loại chuyện này, thật sự xem người khác là đồ ngốc sao? Nguyễn Mạng ngây ra như phỏng, cả người rét rung cô ta đứt xác không có nghĩ tới hậu quả cô ta cho rằng sẽ không ai phát hiện bây giờ bị lâm hướng đông làm cho thức tỉnh cô ta không khống chế được rằng bắt đầu va vào nhau trả thù nguyễn tố là chuyện nhỏ nếu cô ta bị chủ tịch lâm ghét bỏ đó mới là chuyện lớn cô ta nhớ lại ngày đó nguyễn tố nói câu kia đã đi chân trần thì sợ gì mang giày lâm hướng đông nhắc đến chương kiến trong giọng điệu không che giấu được sự chán ghét người có thể không thông minh nhưng nhất định không thể ngu xuẩn Chương 30 Lâm hướng đông không che giấu sự chán ghét của mình đối với chương kiến. Anh ta cảm thấy người đến từ địa phương nhỏ chính là như vậy, vô tri ngu muội. So với chương kiến, anh ta bằng lòng thừa nhận Nguyễn Thụ Dương là anh vợ, ít nhất Nguyễn Thụ Dương lễ nghi khí độ không có gì để chỉ trích. Thông qua chuyện này, anh ta cũng không có bao nhiêu hứng thú với ba mẹ ruột của Nguyễn Mạng. Dạy dỗ ra một đứa con như vậy, ba mẹ có thể tốt đẹp đến thế nào? so sánh với chương kiến hoặc là ba mẹ của hắn thì hình tượng của ba nguyễn mẹ nguyễn đều được nâng cao hơn cũng bắt đầu từ khắc này lâm hướng đông mới biết nguyễn mạng cùng anh ta ở bên nhau chỉ có thể là từ nhà họ nguyễn đi ra nguyễn mạng và nhà họ nguyễn không thể tách rời anh thật không muốn trong hôn lễ của mình nguyễn mạng khoác tay người đàn ông không biết từ xó xỉnh nào ở nông thôn xuất hiện cô ta chỉ có thể khoác tay ba nguyễn mà anh ta cũng chỉ nhận ba nguyễn mẹ nguyễn là ba mẹ vợ nếu không không biết có bao nhiêu người đợi xem nhà họ Lâm, xem trò cười của anh ta. Đương nhiên lời này anh ta không thể nói với Nguyễn Mạn. Con người vẫn nên đọc nhiều sách một chút, trong đầu có chút gì đó thì không đến nỗi làm những chuyện ngu xuẩn không có đầu óc. Lâm hướng đông giọng điệu hòa hoãn, anh biết em bảo vệ chương kiến, tấm lòng em cũng quá lương thiện rồi. Nhà họ Chương không nuôi dưỡng em được một ngày, hơn nữa anh cũng nghe nói nhà họ Chương là gia đình trọng nam khinh nữ, ban đầu còn cố ý ném Nguyễn Tố đi em không cần có lòng biết ơn với gia đình như vậy lâm hướng đông càng nói càng cảm thấy có điểm kỳ quái làm sao trước đây không cảm thấy nhà họ nguyễn cũng không nuôi dưỡng nguyễn tố ngày nào vậy tại sao trước đó anh ta lại cho rằng nguyễn tố thế thân cho hôn ước của nguyễn mạng là chuyện nên làm đúng rồi là nguyễn tố thường xuyên bắt nạt nguyễn mạng trong ấn tượng của anh ta nguyễn tố là người vô lý điêu ngoa lâm hướng đông cũng bị chính mình dắt đi một vòng trong khoảng thời gian ngắn nguyễn mạng không cảm nhận được anh ta có điểm không thích hợp cô ta đang cúi đầu nức nở em không biết nhưng nó là em trai em bên kia lại nói nó rất đáng thương rất đáng thương em nhất thời không đành lòng nên muốn đón nó đến làm tài xế cho anh hướng đông đều là lỗi của em không liên quan gì đến nó lâm hướng đông lấy lại tinh thần như vậy đi anh nghĩ qua rồi công ty ở nam phi có dự án anh phái cậu ta đến đó học tập em cảm thấy thế nào hiện tại Nguyễn Mạng có thể phản đối sao? Làm chuyện xấu giống như trước đây, cô ta ngoại trừ chương kiến ra căn bản không tìm được người thích hợp hơn hắn. Hiện nay mọi người đều ra ngoài đi làm kiếm tiền, trừ phi có lợi ích to lớn, bằng không ai sẽ làm loại chuyện này. Chương kiến không ở đây, cô ta lại muốn làm chút chuyện gì, cũng hết cách. Ừm. Nguyễn Mạng chỉ có thể cắn răng đáp ứng, dù sao cũng phải cảm ơn Lâm Hướng Đông. Hướng Đông, anh thật tốt với em, bây giờ cũng chỉ có anh vì em mà suy xét tính toán như vậy chuyện này cứ thế mà cho qua nguyễn mạng và lâm hướng đông lại khôi phục tình nồng mật ý như trước nhưng đêm khuya khi lâm hướng đông tỉnh dậy ngoảnh đầu nhìn nguyễn mạng nằm bên cạnh anh ta ánh mắt phức tạp xen lẫn do dự bất kể thế nào trong lòng anh ta vẫn chôn xuống một hạt giống hoài nghi chỉ chờ một ngày nào đó phá tan thổ nhưỡng trở thành một cây đại thụ che trời hiệu suất làm việc của lâm hướng đông rất cao rất nhanh hồ hộ công liền không liên hệ được với chương kiến nữa. Cô ta cũng lúng cuốn, vẫn còn thương nhớ mấy vạn chưa tới tay, làm việc cũng chỉ làm cho có lệ chứ không để tâm vào. Quý Minh sùng hồi phục cũng rất nhanh, không cần thiết ở lại bệnh viện nữa. Thịnh viễn liền kiến nghị làm thủ tục xuất viện cho anh, sau này ở nhà tỉnh dưỡng, cách 10 ngày nửa tháng lại đến bệnh viện kiểm tra một lần. Mẹ quý nghĩ con trai sắp xuất viện về nhà rồi, không cần thiết giữ hồ hộ công lại nữa sau khi thương lượng một phen với nguyễn tố bà tìm hồ hộ công trực tiếp mở miệng để cô ta không cần đến làm trong lòng hồ hộ công nôn nóng muốn ở lại nhà họ quý thêm một khoảng thời gian nữa nhưng thấy thần tình quả quyết của mẹ quý cô ta cũng ngại mở miệng chỉ đợi mẹ quý hoặc nguyễn tố kết toán tiền lương cho cô ta nào biết mẹ quý hình như là quên chuyện này nhắc cũng không nhắc đến hồ hộ công chỉ có thể quyển chuyển mà nhắc nhở bà cái đó là bà kết toán tiền lương cho tôi hay là Nguyễn Tiểu Thư kết toán? Mẹ quý vẻ mặt ngỡ ngàng, tiền lương, tiền lương gì? Hồ hộ công gấp rồi, tôi chăm sóc bà một tháng rồi. Lúc đó bà đã nói. Tiểu Hồ, cô đã nhận được tiền lương rồi không phải sao? Mẹ quý lít cô ta một cái, con người không nên quá tham lam mới đúng, cô đã lấy được rất nhiều rồi. Một tiếng sấm nổ trên đầu hồ hộ công. Cô ta ngây ngẩn cả người, cũng kinh sợ vô cùng nhìn vẻ mặt đã hiểu rõ của mẹ quý lúc này cô ta mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại được ngữ khí của mẹ quý hòa hoãn lại giống như chuyện trò việc nhà thường ngày với cô ta cười nói tiểu hồ trong lòng cô và tôi đều biết rõ ràng ai là người kết toán lương cho cô người kia tuy không phải là họ hàng nhà tôi nhưng cũng có quen biết với con dâu tôi bây giờ hắn ta có lòng muốn giúp đỡ giảm bớt áp lực cho nhà tôi tôi phải cảm ơn hắn trước đây tôi có nói qua trí nhớ của cô không tốt cho lắm có phải đã quên vụ này rồi hồ hộ công đờ đẫn rồi nếu như là chuyện khác cô ta đã sớm khóc lóc lăn lộn rồi nhưng trong tay mẹ quý rõ ràng có chứng cứ nếu như mẹ quý làm ầm lên nói cô ta ngoài mặt làm hộ công sau lưng chủ lại dở trò quỷ vậy thì cô ta liền không thể tiếp tục làm nghề này nữa sau này cũng không có người mời cô ta làm hộ công nữa hồ hộ công đi không đến hai ngày quỷ minh sùng liền xuất viện bây giờ nửa thân trên của anh có thể động một chút cả người cũng không mất sức như hồi trước. Điều làm anh ngoài ý muốn là, mấy chậu sen đá nhỏ trong phòng ngủ chính vậy mà cũng phát ra âm thanh. Có một khoảng thời gian khi anh vừa tỉnh lại, trong bệnh viện tự hồ chỉ có đôi nhẫn trên tay anh và Nguyễn Tố có thể phát ra âm thanh. Không ngờ đến bây giờ lại phát hiện có thực vật có thể phát ra âm thanh. Mấy chậu sen đá nhỏ đó được chăm sóc rất tốt. Vừa vào phòng, anh liền nghe được âm thanh ríu ra ríu rít. Anh anh anh, tố tố về rồi, Tôi rất nhớ cô ấy. Tôi cảm thấy lâu lắm rồi không thấy cô ấy, còn cho rằng cô ấy sẽ không bao giờ trở về nữa. Dọa chết tôi rồi. Con gái nhìn ta nhìn ta, còn xem ta bây giờ lớn lên tốt thế nào à, mau đến xem ta, đến đây đến đây. Đều tránh ra. Bản cung chưa chết ngươi chỉ có thể là phi. Ta mới là cái cây đầu tiên Tố Tố mua về, không giống như các ngươi. Nguyễn Tố hiển nhiên không chú ý đến những cây sen đá cô mua về cô cùng với ông Vương bà Vương hàng xóm dìu Quý Minh Sùng nằm lên giường. Lúc này Quý Minh Sùng mới chú ý đến ga trải giường là màu vàng nhạt, bên trên còn điểm xuyết những đóa hoa nhỏ. Rất tươi mới, rất ấm áp, rất mộc mạc. Nguyễn Tố thấy anh nhìn chằm chằm ga trải giường, bèn lên tiếng giải thích, hôm qua em thấy trời nắng to, liền thay bộ chăn nệm rồi, đây đều là đồ sạch. Quý Minh Sùng gật gật đầu, biểu thị bản thân biết rồi những chậu sen đá nhỏ lớp sau tiếp lớp trước muốn hấp dẫn sự chú ý của nguyễn tố chỉ đáng tiếc chúng nó đều là thực vật âm thanh chúng phát ra nguyễn tố không nghe thấy tố tố cô có phải có sen đá khác ở bên ngoài rồi nhất định là ta lớn lên không đủ đẹp nhất định không phải là vấn đề của tố tố là vấn đề của ta ta tự bế anh 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 trong nhà được nguyễn tố sắp xếp rất ấm áp quý minh sùng cảm thấy sống ở đây tốt hơn bệnh viện nhiều nguyễn tố bây giờ khẳng định sẽ không ngủ chung một giường với quý minh sùng như trước đây nữa cô lầm thời mua một chiếc giường gấp đặt bên cạnh giường lớn trong khi cô đang chỉnh đốn chăn đệm hết đợt này đến đợt khác tiếng mắng mỏ nổ tung bên tai quý minh sùng nhẫn nữ em choáng là đàn ông thì không nên để phụ nữ ngủ giường nhỏ đàn ông cháu ngược lại được lắm bản thân chiếm giường lớn để tố tố ngủ giường nhỏ đừng ngăn em em không giết hắn không được nhẫn nam nhỏ giọng đó không phải là tình trạng bây giờ không giống mà. Những sen đá nhỏ nhìn một màn như vậy hiển nhiên cũng bực, đều đang kháng nghị, đều mắng anh không phải đàn ông, không ra gì. Ông cho móng vuốt, nghe thấy chưa? Nghe thấy chưa? Tôi không cho phép tố tố chịu ủy khuất như vậy, có còn là đàn ông không a à? Quá đau lòng tố tố rồi, con gái nên thức dậy trên một chiếc giường 800 mét, thay vì một cái giường gấp 1 mét a Quý Minh sùng muốn thở dài một hơi sao thanh quản còn chưa phục hồi lại nữa anh nghĩ kỹ rồi đợi anh khỏe lại anh nhất định sẽ mua cho nguyễn tố một chiếc giường lớn nhất để cô ngủ ngày tháng cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi qua nếu nói sức sống của nhà họ quý là do nguyễn tố đem đến vậy sự tỉnh lại của quý minh sùng làm cái nhà này phấn chấn tinh thần hơn bây giờ nguyễn tố từ một người không biết gì về cổ phiếu trở thành tay mơ mỗi ngày cô đều xem tiền lời đều không dám tin vào mắt của mình quý minh sùng không hổ là quý minh sùng ba loại cổ phiếu mà anh xem trọng đề cử cho cô một đường diêu hồng bây giờ tiền lời một ngày bằng một tháng lương của cô chỉ nhìn những con số này cô cũng đã rất vui vẻ nhưng cô cũng không khỏi run sợ trong lòng đặc biệt là khi các đồng nghiệp thảo luận về cổ phiếu cô cũng sẽ nghe một chút mọi người đều nói sắp tới ba loại cổ phiếu này sẽ xanh đến hoài nghi nhân sinh mã văn cũng mua một ít hôm nay gánh không nổi cũng bán tống ra ngoài Nguyễn Tố cũng đang nghĩ, có phải đã đến lúc nên bán ra rồi không? Tối hôm nay, lúc cô cho Quý Minh Sùng uống sữa bò, đem chuyên này chia sẻ với anh, em xem một chút, bây giờ mỗi ngày kiếm được càng lúc càng nhiều rồi, đều kiếm được mấy vạn rồi. Quý Minh Sùng nghe cô dùng ngữ điệu vui vẻ hào hứng này, trong lòng còn có chút kinh ngạc, xem ra cô mua còn nhiều hơn so với anh nghĩ. Nguyễn Tố lại có chút không xác định hỏi anh, có phải là nên bán ra rồi không? Em thấy có người cũng bán rồi, đều nói sắp tới sẽ rớt giá cô không quá hiểu về cổ phiếu nhưng cô cảm thấy nên dừng lại ở đó kiếm được nhiều như vậy có thể thu tay rồi quý minh sùng nghe lời này nhìn về phía mắt động nghi một âm thanh không có tình cảm vang lên anh là ai nguyễn tố sửng sốt theo bản năng mà trả lời anh không phải quý minh sùng sao tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này quý minh sùng không nói nữa đề tài này không nói tiếp được nữa Rõ ràng lúc trước còn nói anh là thiên tài. Anh không muốn nói, Nguyễn Tố cũng không hỏi ra được nguyên cớ, cho anh uống sữa bò xong, cô liền chuẩn bị đi rửa ống tim và ly sữa bò. Vừa đi ra khỏi phòng, còn chưa đến phòng bếp, cô đột nhiên hiểu được anh vì cái gì mà hỏi vấn đề kia. Cô cong cong môi. Đại khái là bởi vì anh khó có được biểu lộ ra một mặt này. Vì vậy vừa nãy anh là đang khó chịu. Đúng không? anh cảm thấy cô không tín nhiệm anh. Cô quyết đoán mà buông đồ vật trong tay, quay người trở lại phòng. Quý Minh Sùng không ngờ cô sẽ trở lại nhanh như vậy. Khi anh vẫn đang nghi hoặc, cô đã đến bên giường, khóe miệng ngậm cười nói, thật ngại quá, vừa nãy em không kịp phản ứng. Anh là ai? Anh là thiên tài, có đúng không? Quý Minh Sùng biết bản thân lớn hơn cô mấy tuổi, đối với giọng điệu dỗ dành con nít của cô, anh thật sự rất buồn bực. Lẽ nào bây giờ anh cho người khác một loại cảm giác rất yếu ớt, cần cô phải nhường nhịn anh, dỗ dành anh sao? Anh không để ý đến cô. Nguyễn Tố liền thăm dò nói, vậy em sẽ không bán ra. Trong lòng Quý Minh sùng nghĩ, tùy em. Nhưng mắt động nghi cho ra câu trả lời là: "Ừ. Thêm một tháng nữa hẳn là đến Tết rồi, để cô kiếm thêm chút tiền, đến lúc đó để cô mua thêm nhiều đồ vật, đừng tiết kiệm nữa." Lại một buổi tối khác, Nguyễn Tố vẫn kiên trì cách hai tiếng thức dậy trở mình mát xa cho anh. Hôm nay cô mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, ý vào sự hiểu biết của cô với cái phòng ngủ này, mắt cô đều không mở. Quý Minh Sùng lại tỉnh dậy trước một bước, liền nhìn thấy chăn cô vương tứ tung, mắt thấy cô sắp va vào đầu giường. Dưới tình thế cấp bách, anh vậy mà ở miệng ra. Quá lâu rồi anh không nói chuyện, thanh quản mặc dù hồi phục rồi, âm thanh vẫn là khang khang. Chỉ là anh đều không nghĩ đến, sau khi anh hôn mê 5 năm tỉnh lại, Câu nói đầu tiên là nói với cô, mở miệng kêu cũng là tên của cô. Nguyễn Tố. Cẩn thận. Ý thức của Nguyễn Tố đã tỉnh rồi, chẳng qua là không mở mắt ra. Thình lình nghe được trong phòng có âm thanh xa lạ của đàn ông, cô bừng tỉnh, mở mắt ra, lại va vào tủ đầu giường, còn may va không mạnh lắm. Lúc này cô cũng quên luôn đau đớn, ngốc ngốc nhìn Quý Minh Sùng. Vì vậy, vừa rồi là anh nói. Nói chuyện với cô rồi tập truyện đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh radio ngôn tình nếu bạn thích bộ truyện này hãy nhấn nút like share và đăng ký kênh để nghe thêm nhiều bộ truyện hay khác nhé bạn cũng có thể xem thêm những bộ truyện khác được cập nhật liên tục hàng ngày trên kênh của mình ở phần danh sách phát chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp lại ở những tập truyện tiếp theo